người khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho cái niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc lễ bái Tam Bảo. Và tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa thì một ở trong những điều mà khiến cho chúng ta có cái nhìn rất là sai lạc về đời sống đó, đó là sự kiêu mạn. Nếu chúng ta ở một địa vị cao, rất thành công trong cuộc sống, thành công về học vị, thành công về tiền bạc, thành công về danh vọng, càng thành công thì chúng ta lại thường có những cái nhìn nặng về ngã chấp. Và do nặng về ngã chấp nên chúng ta rất dễ dàng rơi vào trong trường hợp là có hết sức là sai lạc nguy hiểm. Ở trong trường hợp đó, nếu chúng ta là một người bình thường, có lẽ cái sự nhận thức của chúng ta tương đối là ít có cố chấp hơn. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện tiếp theo trong Phật Phạm Thiên. Một vị Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, có những điều đặc biệt rất là cao quý, ở một cái cõi rất là cao, lại có một cái nhìn rất là thiển cận. Bây giờ mời quý Phật tử nghe phần chánh văn, và sau đó thì chúng ta sẽ nghe đi vào bài giảng của bài kinh ngày hôm nay. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã dẫn nhập cho nội dung bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn, con cảm ơn sư. Bài 5 kinh Một Phạm Thiên khác, Anyatara Rammasutang. Ở tận trời cao mà như ếch ngồi đá giếng, dẫn nhập. Ở cảnh giới cao người ta thường tự thị, chính vì thế hóa ra nông cạn, với thọ mạng rất dài và năng lực thiền định. Các vị Phạm Thiên rất dễ sanh cái nhìn thường kiến và sự tối thắng của bản thân, đặc biệt là các vị Đại Phạm Thiên. Người chấp ngã luôn luôn có cái nhìn rất thấp và phiến diện. Cho dù bản thân người đó ở địa vị cao trọng nào, bài kinh cũng mang một gợi ý khác, là khi một người thực sự nhận ra giá trị vô thượng của Phật Pháp Tăng, sẽ giảm thiểu ngã chấp, nhờ vậy tinh tiến trên đường tu tập. Kinh văn tại Sa-va-thí, bây giờ có một vị Phạm Thiên khởi lên chấp kiến sai lạc. Không một sa môn hay bà la môn nào có thể đến đây. Rồi Đức Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của Phạm Thiên ấy. Nhanh như người luyện tập thể hình co duỗi cánh tay, Ngài biến mất ở Chê Tá Quá Ná Kỳ Viên và hiện ra ở Phạm Thiên giới. Đức Thế Tôn ngồi kiết già giữa không, phía trên đầu Phạm Thiên ấy và nhập hỏa tam muội định. Rồi Tôn giả Maha Móc Gá La Ná khởi ý nghĩ, ai tịnh siêu nhân, Tôn giả Maha Móc Gá La Ná thấy Đức Thế Tôn ngồi kiết già giữa hư không, phía trên đầu Phạm Thiên ấy và nhập hỏa tam muội định.
Thấy vậy, Ngài biến mất ở Chetavana và hiện ra ở Phạm Thiên giới ấy, nhanh như người luyện tập thể hình, co duỗi cánh tay. Rồi Tôn giả Maha Moggallana ngồi kiết già giữa hư không phía dưới Thế Tôn, về hướng đông trên đầu vị Phạm Thiên ấy và nhập hỏa tam muội định. Rồi Tôn giả Maha Kassapa khởi lên ý nghĩ, nay Thế Tôn đang ở đâu? Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Tôn giả Maha Kassapa thấy Đức Thế Tôn ngồi kiết già giữa hư không phía trên đầu Phạm Thiên ấy và nhập hỏa tam muội định. Thấy vậy, Ngài biến mất ở Chetavana và hiện ra ở Phạm Thiên giới ấy, nhanh như người luyện tập thể hình, co duỗi cánh tay. Rồi Tôn giả Maha Kassapa ngồi kiết già giữa hư không phía dưới Thế Tôn, về hướng nam trên đầu vị Phạm Thiên ấy và nhập hỏa tam muội định. Rồi Tôn giả Maha Kappina khởi lên ý nghĩ, nay Thế Tôn đang ở đâu? Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Tôn giả Maha Kappina thấy Đức Thế Tôn ngồi kiết già giữa hư không phía trên đầu Phạm Thiên ấy và nhập hỏa tam muội định. Thấy vậy, Ngài biến mất ở Chetavana và hiện ra ở Phạm Thiên giới ấy, nhanh như người luyện tập thể hình, co duỗi cánh tay. Rồi Tôn giả Maha Kappina ngồi kiết già giữa hư không phía dưới Thế Tôn, về hướng tây trên đầu vị Phạm Thiên ấy và nhập hỏa tam muội định. Rồi Tôn giả Anuruddha khởi lên ý nghĩ, nay Thế Tôn đang ở đâu? Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Tôn giả Anuruddha thấy Đức Thế Tôn ngồi kiết già giữa hư không phía trên đầu Phạm Thiên ấy và nhập hỏa tam muội định. Thấy vậy, Ngài biến mất ở Chetavana và hiện ra ở Phạm Thiên giới ấy, nhanh như người luyện tập thể hình, co duỗi cánh tay. Rồi Tôn giả Anuruddha ngồi kiết già giữa hư không phía dưới Thế Tôn, về hướng bắc trên đầu vị Phạm Thiên ấy và nhập hỏa tam muội định. Rồi Tôn Hà Móc Gá Là Ná nói với Phạm Thiên ấy bằng kệ ngôn: hôm nay hỡi hiền giả, còn chấp kiến như trước, có thấy hào quang tỏa vượt xa Phạm Thiên giới. Phạm Thiên ấy: thưa Ngài, tôi không còn chấp kiến như lúc trước, tôi đã thấy hào quang vượt xa Phạm Thiên giới, làm sao mang định kiến về cái tôi cũ. Rồi Thế Tôn sau khi làm cho Phạm Thiên ấy rúng động tâm tư, biến mất ở Phạm Thiên giới ấy và hiện ra ở Chetavana, nhanh như người luyện tập thể hình, co duỗi cánh tay. Rồi Phạm Thiên ấy nói với một Phạm Thiên trong thiên chúng: này Tôn giả, hãy đi đến Tôn giả Maha Moggallana và bạch hỏi: thưa Tôn giả Moggallana, Đức Thế Tôn còn có những vị đệ tử nào khác mà thần lực và uy đức như các Tôn giả Moggallana, Kassapa, Kappina và Anuruddha? Thưa vâng Tôn giả, Phạm Thiên trong thiên chúng vâng đáp Phạm Thiên ấy và đi đến Tôn giả Maha Moggallana bạch hỏi rằng: thưa Tôn giả Moggallana, Đức Thế Tôn còn có những vị đệ tử nào khác mà thần lực và uy đức như các Tôn giả Moggallana, Kassapa, Kappina và Anuruddha? Tôn giả Moggallana trả lời: rất nhiều đệ tử Phật bậc La Hán vô lậu với thần lực tam minh, khéo đọc tâm người khác. Rồi Phạm Thiên ấy hoan hỷ tính thọ lời Tôn giả Maha Gốc Moggallana, đi đến Đại Phạm Thiên thưa rằng: thưa Tôn giả Maha Moggallana cho biết, rất nhiều đệ tử Phật bậc La Hán vô lậu với thần lực tam minh, khéo đọc tâm người khác. Phạm Thiên ấy nói như vậy, vị Đại Phạm Thiên kia hoan hỷ tín thọ. Thích văn: Asapi te avuso sa dithi ja te dithi pu re ahu
hôm nay người còn có kiến chấp trước kia. Người có còn kiến chấp trước kia, bát sa xí quỳ tí quát tát tằng brahma lô kề bắp phá sa ra sa ràn tí, có thấy hào quang tỏa sáng vượt xa phạm thiên giới. Na mề ma rí sa sa đít thí già mề đít thí pú rề a hú, tôi không còn kiến chấp ngày trước. Bát sa mí quý tít quát tằng tằng brahma lô kề bắp phá sa rằng, tôi có thấy hào quang tỏa sáng vượt xa phạm thiên giới. Xòa hằng a giác các thằng và rằng a hằng nít cổ nít khom hí sát sát tổ tí, hôm nay làm thế nào để tôi tiếp tục cho rằng cái tôi là thường hằng bất biến. Tề quý già ý bát tà chát chứng thần lực minh. Chề tồ bá rí già giác cồ quý đà tâm của người khác. Khi hành tồ bậc a la hán vô lậu ba hù bút thá sa xà quát cà tí, có nhiều đệ tử của Đức Phật như vậy. Ít nghĩa nhập hỏa tam muội định, ở đây là nhập vào thiền án lửa, sau đó xuất thiền và khởi niệm, lửa từ châu thân phun ra. Theo sớ giải thì bây giờ hào quang của Đức Phật sáng hơn tất cả những ánh sáng tại phạm thiên giới. Theo sớ giải thì vị đại phạm thiên có hai cái nhìn sai lầm, một là cho rằng không có một sa môn hay bà la môn nào có thể đến cõi phạm thiên ấy, hay là chấp vào thường kiến. Đến cõi phạm thiên ấy là chấp vào thường kiến. Khi Đức Phật và các đệ tử xuất hiện thì sự chấp sai đầu tiên không còn, và sau đó Đức Phật đã giảng pháp và vị đại phạm thiên chứng quả nhập lưu. Tam minh là ba thứ tuệ giác ưu việt: túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Một vị chứng tam minh luôn có lục thông, trong lúc một vị chứng lục thông không hẳn có đủ tam minh. Chuyển dịch và biên soạn giáo Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, con vẫn chưa thấy Thượng tọa Pháp Tân. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập, Từ Bi giảng dạy cho bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính thỉnh Ngài. Xin cảm ơn cô Phong Lan. Kính bạch Chư Tôn Đức và Từ Bi Phật tử. Bài kinh ngày hôm nay liên quan đến cái tình tiết của một câu chuyện hơn là một cái bài giảng pháp. Và ở trong bài kinh này thì đề cập đến một vị phạm thiên, và vị phạm thiên đó không được nói tên, không được biết tên, mà chỉ là một phạm thiên khác. Ở trong cõi sơ thiên đó có ba cái tầng lớp phạm thiên. Cái vị lớn nhất đứng đầu thường là những vị mà có cái danh vị lớn nhất, đó là đại phạm thiên. Có nhiều vị đại phạm thiên, và một ở trong những vị đại phạm thiên mà chúng ta thường được biết đó là phạm thiên đại phạm thiên Sambhati. Mà dưới vị phạm thiên ấy thì có phạm phù thiên và phạm chúng thiên. Chúng ta hiểu đông na là đại phạm thiên giống như những vị vương gia, những vị vua, và phạm phù thiên là những cái tùng mà cấp cao, và phạm chúng thiên là những thiên tương đối là thấp nhất ở trong cõi sơ thiên, là cái hội chúng của vị đại phạm thiên. Thì đương nhiên trong trường hợp này là trường hợp của vị đại phạm thiên. Vị này sống ở trong cõi cảnh giới cao nhất của sơ thiền, và tất nhiên vị này không có biết được các cái vị ở các cái tầng thiền phạm thiên cao hơn.
Nhưng mà vì cái năng lực của thiền định rất là mạnh của riêng mình, nên vị này cảm thấy rằng mình đang sống ở trong một cảnh giới cao vời. Và trong sự cao vời đó thì không có một vị tu sĩ sa môn và la môn nào mà có thể đi đến ở nơi mình được. Đây cũng là một cách tự thị. Tương tự như một người ngày hôm nay họ sống ở trong cái cảnh giàu có, họ là một đại gia, là một tỷ phú. Họ có một cái cuộc sống rất là xa hoa ở những cái biệt thự mà người bình thường không bao giờ đến được. Thì nhiều khi trong cái cảnh giới rất riêng và rất cao sang đó, thì họ có thể rơi vào trong một cái tự thị chấp ngã là mình là nhất rồi, không ai bằng mình. Và thứ gì khi mà vị này có cái cố chấp như vậy đó, không phải có cái kiêu mạnh như vậy, thì vị này lại đi vào trong cái một cái sai lầm khác, đó là chấp thủ thường. Thường kiến tức là một cái sự chấp thủ về sự thương hằng của cái gọi là cái ngã hay cái tôi, cái ta. Cũng như trong thế giới loài người của chúng ta, nếu người nào mà lo mãi mê với công ăn việc làm, mãi mê với việc mà xây dựng mái ấm gia đình thành công, thì nó rơi vào trường hợp là càng thấy rằng mình là một người đặc biệt, cái tôi của mình là một đặc biệt, và người đó rất là khó để có thể nghe và hiểu về cái sự sanh diệt biến đổi của thân tâm thường khi. Chúng tôi có gặp một số vị Phật tử, đó là Phật tử thì họ cũng tin Phật, lâu lâu cũng lại Phật đi chùa. Họ tin vào nghiệp báo, nhưng mà họ không bao giờ muốn nghe về vô thường, muốn nghe về giáo lý vô khổ não, vô ngã. Tại vì họ muốn thành công ở trong cuộc sống của họ, tại ra không có cái ý tưởng, không có cái nhận thức về một cái dòng sinh diệt của sắc thọ tưởng hành thức. Nó vốn là giả hợp, vốn là dịch chuyển biến đổi, vốn là trống rỗng không có lõi, và vốn là không thuộc chủ quyền, khó lắm. Vô thường khổ vô ngã rất khó để nhận thức với những người mà có những thành công như vậy. Riêng vị Phạm Thiên này thì có một vấn đề rất là từ cái chỗ mà tự thị nghĩ rằng mình đạt đến cảnh giới cao nhất, cao đến nỗi mà không có vị sa môn và la môn nào có thần lực mà thể tới được, thì vị này khởi sanh, theo lục sớ giải thì vị này sanh khởi cái ý niệm gọi là thường kiến, chấp thủ cái tôi cái ta thường hằng không có biến đổi. Và do cái ý niệm thường kiến đó, và vị này cũng có cái duyên trước đối với Đức Phật. Rồi Đức Phật ngày lúc ngài ở chùa Kỳ Viên, ngài động được cái tâm tư của vị Phạm Thiên này, và vị đầu tiên là ngài xuất hiện ở tại nơi vị đó. Đây nếu khởi nổ thì chùa cảnh giới mình được, và Đức Phật này chẳng những xuất hiện mà ngài còn ngồi kiết già ở phía trên đầu của vị Phạm Thiên này với cái chúng ta gọi là thể nhập hỏa tam mùi định. Hỏa tam mùi định là ngày
đi vào cảnh giới của tứ thiền, tức là cái tầng thiền sắc giới cao nhất, và ngay rơi khỏi thiền để tạo nên một cái ý niệm là toàn thân sẽ phun lửa. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ do cái năng lực của định tạo nên cái áp thắc kiến, và ở trong thân này phun ra lửa cùng với hào quang chói sáng. Cái thứ gì cũng do cái nhân duyên đặc biệt mà bốn vị đại đệ tử Phật, đó là ngài Mahamoggallana, tức là ngài Mục Kiền Liên, là một trong hai vị thượng hữu tinh văn của Đức Phật. Ngài Mahakassapa, một vị trưởng lão mà chúng ta biết là về sau này chủ trì cái tập Tam Tạng. Ngài Mahakappina, vị này thì quý Phật tử ít nghe lắm, chúng tôi sẽ kể sau. Vị này có tên là Kiếp Thần Na, và Đại Kiếp Thần Na, Kiếp Thần Na Kappina, ở trong những đại đệ tử của Đức Phật. Và Tôn giả Anuruddha, tức là Tôn giả Anuruddha, một vị mà để nhất thiên nhãn ở trong số các đệ tử Phật. Thì có lẽ là quý Phật tử có nghe về ba vị là ngài Mahamoggallana, tức là Tôn giả Mục Kiền Liên, là đại đệ tử đệ nhất về thần thông của Đức Phật. Đệ nhất thần thông. Vị này cùng với Tôn giả Xá Lợi Phất là hai vị thượng hữu thinh văn, và ngài xuất thân từ giai cấp Bà La Môn. Ngài Mahakassapa cũng là xuất thân từ giai cấp Bà La Môn, gọi là ngài Đại Ca Diếp. Ngài này được biết là đệ nhất về Độ Đà. Ngài có thiền định, có thần thông, nhưng mà ngài thường tu Độ Đà để làm cái hạnh nôi gương cho tăng chúng. Và chính ngài chủ trì của cái tập Tam Tạng đầu tiên. Ngài Anuruddha xuất thân là một hoàng tử dòng Thích Ca. Khi Đức Thế Tôn về Ca Tỳ La Vệ thì ngài cũng xuất gia, và sau đó chứng thiền, chứng thần thông. Nhưng mà ngài được Đức Phật gọi là đệ nhất về chiêm nhãn và cái khả năng nhìn thấy rất xa, đó là ngài Anuruddha, đệ nhất về chiêm nhãn. Chúng ta thường gọi là ngài Anuruddha. Riêng về ngài Mahakappina thì trước khi xuất gia, ngài là vua của xứ Kukutavati, tương đối rất là xa. Một vị vua nhưng mà có nhiều cái sự đặc biệt. Ngoài những cái tài sản đặc biệt của ngài đó, thì ngài lại có, cái vị vua này lại có một cái hạnh rất là đặc biệt, là cho những cái vị đại thần mà trí thức đi đến mỗi ngày đến các cái cửa thành để thăm dò và hỏi xem ai là bậc thiện trí, ai là người có cái trí tuệ. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ kinh đô Kukutavati là một nằm ở trong cái trục giao thương, về sau này nó trở thành một cái cứ điểm giao thương rất là quan trọng trong con đường tơ lụa Silk Road. Thì có một số thương gia họ đi đến nơi này từ thành Xá Vệ, và họ đi đến đó rồi họ bàn nhau về cái sinh hoạt tinh thần của họ. Họ bác quan trời giới là vậy, ngồi thiền là vậy, vân vân. Thì những vị đại thần nghe nói vậy đó, thì mời những vị thương gia nào này vào gặp Đức Vua, và Đức Vua cấp đi đó. Thì thưa quý vị, ở trong số những vị thương gia thì có biệt là từ đâu đến từ Xá Vệ,
Hỏi sao vậy, có gì đặc biệt về đời sống tinh thần không? Thì cái vị thiên gia nói dạ có. Thì được vua Kapila mới nói rằng, nếu vậy nói cho trọng nghe. Và vị thiên gia đó nói rằng, nói thì cũng được, nhưng mà muốn nói cái này là thì nhà vua cho xúc miệng. Và nhà vua đã cho đem một cái ca nước ra. Vị này bước ra bên ngoài xúc miệng sạch. Rồi mới nói với nhà vua là, ở Xá Vệ là nơi mà Đức Phật ra đời. Và Ngài đang trú ở tại Xá Vệ. Thì Đức Phật là Buddha. Buddha là người giác ngộ, người bậc giác ngộ. Thì khi người thương gia nói như vậy đó, vị thương buôn nói như vậy thì Đức vua Mahakapila có một phần hỷ lạc, nó dâng cao trong người, cảm thấy sung sướng. Tại vì người có túc duyên giống Ngọc Cô Độc ấy, nghe cái chữ Phật ấy, là tự nhiên trong lòng rất là hạnh phúc. Hạnh phúc là hạ lục. Tại vì ai cũng nói là giáo chủ, ai cũng nói là bậc tối tôn vân vân, nhưng mà nghe đến nó bậc giác ngộ là Phật ấy, tự nhiên trong lòng hân hoan lắm. Và rồi vị này đã hỏi tiếp, vị chế Đức Phật dạy cái gì? Thì vị thiên gia nói về dạy về Pháp, dạy về tứ đế. Và nghe xong thì vua Mahakapila đã quyết định xuất gia theo Đức Phật, nhường ngôi lại cho một vị đại thần mà vị này nghĩ rằng tốt nhất để chăn dân trị quốc. Vị này lên được, đi về hướng Xá Vệ. Và khi vị này đi đến dòng sông thì Tôn Ngài đã xuất hiện ở tại bờ sông. Đức Thế Tôn ngồi dưới gốc cây. Vị này đã đến đảnh lễ Đức Phật cùng với nguyên một cái đoàn tùy tùng rất lớn. Và Đức Phật Ngài đã thuyết pháp và cho vua Mahakapila và các vị đại thần, các quần thần xuất gia, tất cả đều chứng quả A-la-hán tại chỗ. Mà chúng ta cũng nghe trong kinh nói rằng hoàng hậu Anucha là vị hoàng hậu của nhà vua đó, nghe hoàng thượng đi tu thì vị này cũng cùng với một số đông các công nương theo sau. Và hoàng hậu và các công nương, các thị nữ đã gặp được Đức Phật. Đức Phật cũng thuyết pháp. Và cuối cùng những vị này cũng được xuất gia. Và cái người truyền giới là Thị Khe Ni Uplavana, tức là vị Thị Khe Thánh Ni đệ nhất về thần thông. Như vậy thì Mahakapila xuất thân là một vị hoàng gia, là vị vua lớn tuổi hơn Đức Phật. Và sau khi xuất gia đó thì vị này được Đức Phật Ngài ấn chứng là đệ nhất về thuyết pháp tế độ. Tại vì Ngài thuyết pháp ra rất nhiều người nghe đắc đạo A-la-hán. Thì thưa quý vị, bốn vị đệ tử Phật, Ngài Mahamoggallana, sau khi quan sát thấy Đức Phật ở cõi Phạm Thiên thì vị này cũng xuất hiện lên cõi Phạm Thiên. Và Kiết Già nhập vào Khỏa Tam Muội Định. Và lúc đó vị đó lại ngồi gọi là tọa vị ở cái hướng đông, ở dưới Đức Phật nhưng mà trên vị Phạm Thiên. Và vị thứ hai là Ngài Mahakassapa thì cũng xuất hiện ở cõi Phạm Thiên, ngồi ở phía nam. Ngài Duryodhana ngồi ở phía tây. Xin lỗi quý vị, Ngài Mahakapila ngồi phía tây và Ngài đã ngồi phía bắc. Cả bốn vị ngồi ở bốn hướng, đông nam tây bắc, ở dưới Đức Thế Tôn một bậc và trên Phạm Thiên. Mà lúc bây giờ Ngài Tôn Giám Mục Kiền Liên, Ngài xả thiền ra, Ngài hỏi Phạm Thiên là bây giờ hôm nay đó, thì A Cha là hôm nay, mà bây giờ đó, hôm nay đó, hiền giả có còn chấp kiến rằng
ở cảnh giới này không có vị sa môn và la môn nào có thể đến được không? Thì vì Phạm Thiên trả lời là dạ không, và kể cả cái thường kiến cũng không còn. Thì theo trong sớ giải bài kinh này đã kể lời tương đối ngắn, tức là kể lại ở đoạn cuối cùng tôn giả đã hỏi vị Phạm Thiên và vị Phạm Thiên đã trả lời. Nhưng mà theo trong sớ giải thì khi Đức Thế Tôn xuất hiện đó và các đệ tử xuất hiện thì Phạm Thiên không còn có cái ý nghĩ rằng ở tại nơi này chỉ có mình ngồi thôi, chỉ mình ở thôi, không có sa môn bà la môn nào đến được. Và thưa quý vị, ngay sau khi cái tư tưởng đó biến mất đó, thì Đức Phật đã thuyết pháp về sự sanh diệt của danh sắc, tức là thân tâm của mình nó sanh diệt. Thử bây giờ vị này chấm dứt thường kiến. Do đó vị này trả lời với tôn giả Mục Kiền Liên là đã không còn cái ý tưởng sai lạc là chỉ có một, ở nơi này chỉ một mình không ai đến được. Rồi. Dạ thưa Hòa Thượng, chúng con đã hết nghe âm thanh của Hòa Thượng rồi. Chúng con xin được kính thỉnh Hòa Thượng quay trở lại ạ. Dạ con kính thỉnh Hòa Thượng giác đẳng quay trở lại. Nam mô Bụt Tha giá. Thưa quý vị có nghe không? Thì thưa quý vị, khi mà vị Phạm Thiên mà thuộc Phạm Chúng Thiên đó, tức là bị mình gọi là dân giả đó, Phạm Phụ Thiên giống như là quan chức, còn Đại Phạm Thiên giống như vua, thì cái vị thuộc Phạm Chúng Thiên đó đã đến gặp tôn giả Mục Kiền Liên để hỏi. Thì tôn giả Mục Kiền Liên trả lời rằng thật ra có nhiều những vị mình ở đây, các vị sẽ hỏi rằng tâm minh là gì? Thứ nhất, tâm minh là ba cái tuệ giác. Cái tuệ giác đầu là túc mạng minh, là tuệ giác có khả năng quan sát về cái khía cạnh, những khía cạnh lớn nhỏ, đại gương chi tiết của kiếp trước. Thứ hai là sanh tử minh, tức cái khả năng quan sát cái đầu mối nhân quả của cuộc sống, do làm cái gì nên sanh ra ở cõi này, do làm cái gì đã tạo ra cái nghiệp này, đó là sanh tử minh. Và lậu tận minh là cái khả năng có thể thấy, quan sát được là những phiền não nào được đoạn là do pháp nào, và vị này có khả năng quan sát tất cả những cái phiền não thô tế và những pháp đối trị. Thì thưa quý vị, ở đây có ba điểm mà chúng ta nên hiểu về tâm minh đó. Thứ nhất là tâm minh tây vít cha này đó thuộc về những vị hoàn toàn giải thoát, gọi là những vị A-la-hán hoàn toàn giải thoát. Mà vị giải thoát này gọi là câu phần giải thoát, tức là có cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tức là vị này có thiền chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và thông thường những vị chứng tâm minh là những vị đạt đến cảnh thiền phi tưởng, phi tưởng luôn.
tức là có đầy đủ thiền chứng, rồi mắt giải thoát, rồi tâm giải thoát, rồi bộ tám là bốn thiền sắc, bốn thiền vô sắc. Và vị này lại có tuệ giải thoát, tức là có cái chánh trí của bậc tứ quả, đoạn tận phiền não, thông mắt. Thì như vậy một vị mà chứng tam minh, điểm đầu tiên là vị này chứng cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tức là có thiền chứng và có tuệ giác, thiền chứng cao nhất, từ sơ thiền sắc giới cho đến phi tưởng phi tưởng. Và tuệ giải thoát, tức là từ sơ quả cho đến A-la-hán quả, đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai mà những vị chứng tam minh, mà chúng ta nên biết rằng có những thứ mà như là lậu tận thông, hoặc giả là túc mạng thông. Túc mạng thông cũng là nhớ về kiếp trước. Như một cái vị mà tu thiền nhớ kiếp trước, vị đó không gọi là tội lậu tận minh, và không gọi là túc mạng minh được, chỉ túc mạng thông. Nhớ năm đời, bảy đời, 20 đời nhớ kiếp trước do mình tu thiền. Nhưng cái nhớ nó không có tinh sát, nó không có tương đẳng như một vị có cái minh. Cái vị mà có cái túc mạng minh đó, như một vị chẳng những nhớ mà nhớ bằng cái trí tuệ rất là sắc bén. Và một cái vị mà chứng lậu tận thông là đoạn tận phiền não đó, vì nó có thể hồi quán lại cái phiền não mình đã đoạn. Nhưng vị này không có cái ưu việt như một vị chứng lậu tận minh. Lần tận minh là biết rõ tất cả mọi thứ. Nói về sự khác biệt giữa cái minh và cái thông á, thì chúng tôi nói như vậy là như quý vị xài điện thoại hay lái xe, đi tập cầm tay á, cần là có bấm nút kia, biết cái bấm nút chỗ nào là tại vì mình học lại của người khác, chứ mình không rõ tại sao phải bấm nút đó. Thì cái đó được ví dụ giống như là chứng thông, túc mạng thông hay là lậu tận thông, sử dụng được nhưng mà không giải thích được, không biết rõ tại sao. Còn cái vị mà chứng túc mạng minh thì vị đó chẳng những mà còn hiểu rõ điều đó, một tuệ giác rất là đặc biệt. Một vị có lục thông không nhất thiết là có tâm minh, nhưng một vị có tâm minh thì chắc chắn là có đầy đủ lục thông. Đây là trường hợp đặc biệt. Đức Phật và một số các đệ tử có được tâm minh, tức là các vị này có cái khả năng không phải chỉ nhớ biết cái quá khứ mà còn rành rẽ, tinh tế, hiểu rõ những cái chi tiết sâu xa phía sau. Thưa quý vị, tôn giả Mục Kiền Liên, tức tôn giả Maha Mukkalara, ở đây chúng tôi cũng nói thêm một điểm là có hai cách viết về cái tên của người khác. Một cách viết theo cái tên gọi bình thường, người Ấn Độ đó, trong trường hợp mà hai người có cùng tên để phân biệt đó, thì họ gọi là vị lớn vị nhỏ, giống như ngài Maha Kala và ngài Chula Kala, Kala lớn và Kala nhỏ, Maha Panthaka và Chula Panthaka, ngài Panthaka lớn và Panthaka nhỏ. Thì cách viết đầu tiên mà ở trong chánh tạng khi viết văn xuôi đó là viết dính nhau, như nó Maha Mukkala đó. Tuy nhiên nếu điều tra vào từ điển, người ta tách rời ra chữ Ma riêng là lớn riêng và Mukkala riêng. Và đừng ngạc nhiên về điểm này.
chế chúng ta tuân thủ theo cái kinh văn là Yumaha và Mokkalana biết chung, nhưng mà thật ra chúng ta cũng thể biết riêng được. Thì cái vị đại phạm thiên nó biết rằng tôn giả Mokkalana là vị đại đệ tử của Đức Phật, biết nhiều nên sai một vị phạm chúng thiên đến đó để hỏi là trong số đệ tử Đức Phật những vị chứng đạo mình có nhiều không. Thì thưa quý vị, tôn giả Mục Kiên Liên trả lời rằng có rất nhiều và chứng đạo mình và có thể đọc tâm tư của người khác. Đọc tâm tư ở đây là cái khả năng gọi là túc mạng tha tâm thông, ví dụ như các vị đệ tử đọc được tâm tư của Đức Phật, đọc tâm tư của Phạm Thiên chẳng hạn. Mà ngài nói nhiều, ba hú là nhiều. Và Đại Phạm Thiên nghe như vậy rất là hoan hỷ. Thì thưa quý vị, trong cuộc đời này, có nhiều người đến với chánh pháp là vì trực tiếp nghe chánh pháp. Nhưng mà có những người đến với chánh pháp là vì một lý do rất là thường tình, rất là đời. Nhưng cái lý do có đặc biệt là nó giảm thiểu hay là nó xóa tan cái sự cố chấp, hoặc giả là nó xóa tan cái kiêu mạn. Thì trừ từ chỗ này người này lãnh hội được. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất, ngài có người mẹ. Mẹ của ngài là bà Sari đó. Mặc dù có 5 người con trai và 3 người con gái xuất gia, mẹ đều chứng thánh quả hết. Nhưng bà thì không thích Phật, không thích Tam Bảo. Và bà bám víu vào đạo Bà La Môn là thờ Phạm Thiên. Cho đến ngày mà tôn giả Xá Lợi Phất sắp viên tịch thì ngài xin phép Đức Phật để trở về cố hương thực hiện một cái tâm nguyện cuối cùng là tế độ mẫu thân. Thì ngài đã về ngủ lại ở trong căn phòng mà ngài đã từng sanh ra. Và đêm đó ngài trở mình nặng. Các vị Tứ Thiên Vương, Đế Thích Phạm Thiên đến để hầu ngài. Và khi bà thấy ở trong ngày thì bà mới hỏi. Tôn giả Xá Lợi Phất mới nói rằng đó là Tứ Thiên Vương, rồi sau đó là Đức Đế Thích, rồi sau đó là Phạm Thiên. Phạm Thiên và mẹ thơ đó. Thì bà mới hỏi là như vậy á, con là đệ tử, siêu là đệ con là đệ tử Phật, mà Phạm Thiên còn đến đảnh lễ chăm sóc, như vậy thì Đức Phật phải cao quý hơn. Thì nghe nói thế, nghe nói là thật ra Tứ Thiên Vương, Đế Thích, Phạm Thiên đối với Đức Phật giống như những chú tiểu mà đối với thầy vậy đó. Đệ tử mà đệ tử thấp chứ phải đệ tử thường nữa. Thì bà nghe để khoa kỹ và bà bắt tâm quy ngưỡng Phật pháp. Ở đây chúng ta không nói đến lời kinh, không nói đến lẽ đạo, không nói đến sự hiểu biết, mà do sự nhận thức thôi. Vị Phạm Thiên này cũng vậy. Vị Phạm Thiên này dựa trên một cái kiến chấp, đó là chỗ mình ở là chỗ cao nhất không ai tới được. Chưa để Đức Phật xuất hiện. Chỉ riêng sự xuất hiện của Đức Phật và các vị đại đệ tử thì khiến cho vị Phạm Thiên này xóa tan đi lập tức những cái suy nghĩ rằng cái nơi mình ở hoàn toàn không ai đến được. Vậy mà cánh cửa nội tâm mở ra. Bởi vì chúng ta đừng có nói rằng ở trong đời này là chỉ có cái lã đạo mới độ được chúng sanh. Đôi khi cái khái niệm nhân ngã bỉ thử bên ngoài đó nó cũng thay đổi lòng người. Chúng tôi nhớ rằng có một Phật tử, anh Đồng, ông này là kỹ sư. Kỹ sư
Thời bây giờ thì không có giá trị thưa quý vị. Bây giờ kỹ sư đầy đường, kỹ sư nhiều lắm, nhất là những người trẻ. Chính vì đó thời xưa đó, ở Việt Nam đó, thời Pháp thuộc, thì kỹ sư còn có tên là bác vật. Như ông đại dừa có gọi là bác, ông bác Phật Nam, chứ bác vật của kỹ sư là người có kiến thức rộng đó. Và ông này đó thì ông không có thích cái hình ảnh mà người ta đảnh lễ nhà sư. Ông có rất cái đó là cái mê tín, nhà sư có gì đâu mà đảnh lễ. Nhưng mà có một lần ông đi với ông Đốc Hiểu và một vài người nữa, như ông Đốc Huấn là những cư sĩ kỳ cựu Phật giáo Nguyên Thủy, mà lại là người có, người là Đốc Phủ Sứ, là người có địa vị, có bằng cấp. Mà ông liền đến gặp Ngài Hộ Tông đảnh lễ. Thì ông mới tự hỏi rằng, ôi sao mấy ông này cũng là người khoa bản, cũng là người có địa vị. Và ông khoa nghĩ từ đó về sau, ông Ngài Hộ cho chúng ta lấy một cái ví dụ là rất nhiều người trong cuộc đời thay đổi cái tư duy, thay đổi cách nhìn, không phải là do lẽ đạo, mà là do cái ý niệm rất thường thức, rất bình thường ở bên ngoài. Vị Phạm Thiên này cũng vậy. Vị Phạm Thiên này nuôi dưỡng cái thường kiến, chúng ta gọi là thường kiến, tức là không thay đổi. Nhưng mà đồng thời vị này còn có một cái ngã chấp là ở nơi mà ta ở không có vị Sa Môn Bà La Môn nào tới được. Đức Phật hiểu như vậy, Ngài xuất hiện ở đó. Và chẳng những một mình Đức Phật mà còn bốn vị đệ tử khác cũng xuất hiện tại đó, khiến cho vị này phá tan đi những cái chấp mê lầm lạc. Và cuối cùng, quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Và quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Ồ, thấy có thiền tọa pháp đăng rồi. Thiền tọa pháp đăng hay thiền tọa có thể, thiền tọa có trước máy và thiền tọa có nghe được không? Nếu thiền tọa pháp đăng nghe được xin thiền tọa hãy nói cho một đoạn, anh có việc bước ra ngoài chút. Dạ, và kính thỉnh thiền tọa hoan hỷ giảng tiếp cho bài học ngày hôm nay về thiền tọa đang điều quyết cho thiền tọa pháp đăng. Kính cùng việc thỉnh thiền tọa pháp đăng. Thì tiếp theo cái bài giảng thì thưa quý vị, chúng ta học trong cái phẩm Phạm Thiên này đó, thì cũng như lời thượng tọa pháp đẳng nói gì đó, cái vị Phạm Thiên này có cái tà kiến nghĩ rằng không ai có thể đến cái chỗ của mình hết. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật, bậc có tha tâm thông với tâm của mình biết được tất cả tâm của chúng sanh. Và Ngài đã giống như lực sĩ co tay và duỗi tay. Và Ngài đến đó và Ngài ngự trên đầu Phạm Thiên. Và Ngài ngồi thiền, nhập định và hiện thần thông trên đầu quý vị Phạm Thiên. Và Ngài Anuttapa cũng như Ngài Kassapa, Ngài Bindiya, Binh Đô Lá, các vị này đó đã Ngài Núi Thất Thá đã đồng bốn hướng đông tây nam bắc và Đức Phật ngay giữa trên đầu của vị Phạm Thiên đó. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì Ngài muốn tế độ vị Phạm Thiên này đó, và Ngài đã dùng lực của mình. Vậy chúng ta biết rằng đối với bậc đạo sư đó, đối với thì khi mà Ngài quán xét cái duyên lành của tất cả chúng sanh, thì chúng ta thường thường biết rằng khi mà một vào buổi sáng thì Đức Phật Ngài nhập thiền với cái đại bi tâm đó, và Ngài buộc lưới đại bi đó, Ngài tìm chúng sanh có duyên, dù những vị đó là Phạm Thiên, là Chư Thiên,
là những sa môn, bà la môn là những người quét đường, quét rác, và Ngài coi những cái căn tánh của chúng sanh đó, và Ngài biết được cái ưu, cái khuyết, Ngài biết được cái chướng ngại và cái chướng ngại và cái gì đó để mà thuyết giảng cho những cái chúng sanh này, để cho họ nhìn thấy những cái sai lầm của mình, và đừng nghĩ rằng mình là một vị phạm thiên cao như vậy đó là mình đã vượt khỏi cái sự luân hồi. Và mình cũng đừng cái sự sai lầm nghĩ rằng mình sống lâu như vậy đó, mình nghĩ rằng là mình là bất sanh bất diệt. Thường thì chúng ta biết rằng cái tuổi thọ ở các cõi phạm thiên đó, như là phạm chúng thiên đó, thì sống bằng 1/3 kiếp trái đất. Phạm phụ thiên thì sống bằng nửa kiếp trái đất, mà đại phạm thiên sống bằng 1 kiếp trái đất nếu mà phạm thiên sơ thiền. Còn phạm thiên nhị thiền thì chúng ta thấy 2 kiếp trái đất, 4 kiếp trái đất, 8 kiếp trái đất. Như vậy thì 1 kiếp trái đất như vậy đó, thì quý vị quả thật là nếu mà chúng ta làm một người sanh ở cõi nhân loại này cứ 100 năm mà chúng ta chết đi sanh lại, chết đi sanh lại như vậy đó, thì quả thật là rất là kinh khủng, rất là lâu dài. Từ đó đó, những cái vị phạm thiên khi mà họ có được những cái thành quả này thì họ hoàn toàn không có biết được, không biết được là do cái phúc hành. Cái phúc hành phạm thiên thì thường thường chúng ta biết rằng năm tâm thiện sắc giới đó, phải cho ra năm tâm quả sắc giới để tái sanh. Chúng ta thấy tâm quả sơ thiền đó sanh về 3 cõi sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tam thiền sanh về 3 cõi nhị thiền, tâm quả tứ thiền sanh về cõi tam thiền, tâm quả ngũ thiền sanh về 7 cõi tứ thiền. Thì nếu mình có học trong phi dược pháp đó, thì Đức Phật Ngài giảng về các cái tuổi thọ và các cái vị tu tập về thiền đó, và chúng ta thường hay nói rằng thiền có 5 thiền chí như là tầm, tứ, hỷ, lạc, xả định đó, xả niệm thanh tịnh đó. Thì những vị đó mà ở những đó, rằng những vị đạo sĩ thì cũng rất là nhiều ở trong những khu rừng rậm, những cái khu rừng mà những vị đó tìm được sự yên tịnh từ nơi cội cây, từ nơi ngôi nhà trống, từ nơi đống rơm, hoặc từ nơi những cái đền miếu, những cái chỗ mà xây dựng những cái nhà làm ruộng, là những cái nhà mà chúng ta thấy giống như miền Tây có những cái chòi, cái nhà để người ta nuôi tôm, nuôi cá, rồi nuôi vịt, nuôi đồ đó, rồi những cái mùa người ta nuôi, rồi những mùa không có nuôi đó. Thì những chỗ đó là những chỗ để những cái vị mà muốn hành thiền họ có thể ở đó với sự yên tịnh, và họ có thể tu tập chứng được các cái thiền chứng này. Và với những cái thiền chứng đó đó thì nó không phải như là ở cõi dục giới, vì cái thiền chứng đó đó do cái năng lực thiền định mang lại cho những cái vị phạm thiên này. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng ở nhân loại chúng ta có kiếp sống ngắn ngủi, nếu chúng ta phát triển tâm tu tập thiền định đó, và đạt được cả thiền sắc như là sơ thiền sắc giới, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền theo bản kinh, ngũ thiền theo bản A Di Đà, thì chúng ta biết rằng những cái vị đó khi mà tái sanh về cõi đó, đó cái tuổi thọ lâu dài, và chính cái tuổi thọ lâu dài đó, vị đó cũng có những cái thiên nhãn thấy chỗ chúng sanh chết, chỗ này sanh chỗ kia sanh chỗ nọ. Chính vì thấy người này chết, chỗ này sanh qua chỗ kia đó, mà những cái người này nghĩ rằng mình là bất sanh bất diệt, mình là trường tồn thường hằng, mình là vĩnh cửu, mình là đại bạc phạm thiên, bởi nhân tạo chủ hoặc quá sanh chủ này kia nọ. Thì những cái điều đó, nó cũng có những cái trường hợp nữa quý vị. Ví dụ chúng ta thấy rằng một cái vị tu thiền đó, mà họ đặt thiền nó sanh lên làm đại phạm thiên đó, họ có mặt trước đó, rồi họ mới ước gì có người sanh ra ở với ta. Thì lúc bây giờ có những người cũng ở những loại này, ở trong cõi các cái cảnh giới, các cái chỗ mà họ phát tâm tu tập đó, thì họ sanh lên cõi đó, thì cái vị đại phạm thiên đó, với cái khởi tâm của mình muốn có người, thì lúc bấy giờ có người, nên những cái vị này đó, những cái vị này nghĩ rằng ta sanh ra cái chúng sanh này,
Và những cái vị mà có mặt đó, vị đó cũng với cái quá sanh đấy, vị đó cũng có tâm biết được vị Đại Phẩm Thiên muốn có mình mà có mình. Nên những cái vị đó mới nghĩ rằng những vị Đại Phẩm Thiên là những người sanh ra ta, ta là con của Đại Phẩm Thiên, Đại Phẩm Thiên là cha của ta. Và thường thì chúng ta biết rằng có những cái kiến chấp dính liền với nhau nữa. Có những kiến chấp dính liền nhau nữa là gì? Những vị Đại Phẩm Thiên đó, họ sanh trước vì họ có tuổi thọ. Cái tuổi thọ đó là một kiếp đấy đất, họ sanh trước. Và những cái vị Phạm Chứng Thiên là những người sanh sau nhưng mà lại chết trước. Nên những cái vị mà Đại Phạm Thiên đó mới nghĩ rằng ta thường hằng thường trụ như vậy. Thì chính những cái vị Phạm Thiên đó nó có những cái suy nghĩ vì cái thời gian, cái tuổi thọ của họ đó nó lâu dài như vậy. Và khi mà cái tuổi thọ lâu dài như vậy đó thì họ nhìn thấy những chúng sanh, người này chết chỗ này sanh qua chỗ kia, từ chỗ kia chết sanh lại chỗ nọ đó. Thì họ nghĩ rằng họ là thường hằng. Dù là những vị đó là Phạm Chứng Thiên đi, thì họ cũng, quý vị biết rằng cái cõi người chúng ta 100 năm đó, chúng ta chết, chúng ta nói là sống 100 năm thật sự đó, thì cái 100 năm của chúng ta nó ngắn ngủi, rất là ngắn ngủi đối với những vị trời Phạm Thiên. Và đối với chúng ta thì đẩy lâu dài như vậy. Nhưng mà những vị Phạm Thiên nó thấy cái người này chết sanh đi đây, những vị chết sanh đi nọ, chúng ta có thể hiểu giống như là mình có một cái máy và chúng ta kết nối với cái các chuyến bay vậy đó. Chúng ta thấy các chuyến bay nó đến rồi đi, đi rồi đến, đến chỗ này đi, chỗ kia đến, đi chỗ nọ vậy đó. Để chúng ta cứ nhìn vào những cái chương trình đó mà họ định vị về những chuyến bay đó, thì nó bay tới chỗ này, bay vậy kia, chỗ nọ, chuyến bay nó bay như thế. Thì khi mà chúng ta thấy rằng những người Phạm Thiên đó có năng lực thần thông đó, họ cũng thấy chúng sanh chết chỗ này sanh với chỗ kia sanh với chỗ nọ. Và chính vì vậy đó họ mới sanh ra cái tà kiến. Hoặc là họ thấy sanh đi chỗ kia nhưng mà không có sanh lên chỗ họ. Bởi chúng ta biết rằng có những lúc đó, Đức Phật Ngài nói về những cái cõi Phạm Thiên đó, nhị thiền, tam thiền đó. Có những lúc không trống vắng, không có một Phạm Thiên nào hết. Tại sao vậy? Vì không còn người họ hướng tâm tu thiền của vị. Bởi vì chúng ta thấy không có người hướng tâm tu thiền thì không có chứng được cái tâm thiền sơ thiền, và không có nhập định được thơ sơ thiền, và cái tâm quả sơ thiền đó nó không cho việc mà tái tục khổ kiếp, cho kiếp sống Phạm Thiên. Bởi chúng ta thấy rằng cái tâm thiện sắc giới sơ thiền đó nó là phúc hành, nó là mười những cái tâm thiện đó, đó là những cái động lực mà thường thường chúng ta học trong lớp học nhiều pháp đó. Thì đó là những cái tâm động lực, nó làm việc, động lực nó có cái động lực thứ nhất ra hiện máu nghiệp, sanh máu nghiệp, hậu máu nghiệp đó. Thì những cái tâm thiền nó có một cái mãnh lực, và nếu người đó không để cho mình hoại thiền, thì sau khi chết người đó sanh lên ba cõi sơ thiền với tính tấn điềm định tuệ mạnh yếu, hoặc là dục tần tâm thẩm mạnh yếu đó, họ trở thành Đại Phạm Thiên hay là Phạm Phụ Thiên hay là Phạm Chứng Thiện. Cũng có một tâm sơ thiền đó mà sanh lên ba cõi sơ thiền. Đại Phạm Thiên tuổi thọ lâu hơn, Phạm Chúng Thiên tuổi thọ ít hơn, Phạm Phụ Thiên tuổi thọ trung bình. Như vậy thì chúng ta biết rằng những cái điều đó đó là những mà người ta kiêu mạn. Ví dụ giờ chúng ta thấy một người ở đời thôi, họ sống còn cái tuổi thọ chừng khoảng 100 hay hơn 100 tuổi thôi. Họ thấy người ta chết rồi lâu quá, mình tới mình cũng thấy chưa mình chết, chưa có chết nữa. Thì họ cũng có cái kiêu mạn của cái tuổi thọ, hay là cái kiêu mạn bình thường chúng ta hay nói là kiêu mạn của sắc đẹp, mạng, hoặc là kiêu mạn mình có gì thì mình hãy kiêu mạn cái đó. Thì những vị Phạm Thiên cũng không ngoài cái vấn đề này quý vị. Bởi thường thường quý vị thấy rằng cái tâm tham á, ngã mạn đó là nó đặt mình vào so sánh mình hơn người kia, và chúng sanh thua mình, hoặc là mình bằng những chúng sanh kia, hoặc là thấp hơn, thì những cái điều đó là những cái so sánh. Và chính những cái tâm tham nhé, so sánh mình hay là mình có dung sắc, mình có địa vị, mình có quyền này kia nọ, nhưng mà hoàn toàn đó, nếu mà họ biết rõ ràng đó thì họ sẽ không có kiêu mạn cái gì.
Thường thì chúng ta biết rằng nhé, chúng ta mà tục sinh làm người tam nhân á, với cái tâm thiện có trí đó, thì chúng ta tục sinh làm người thông minh, chúng ta sẽ thông minh. Cái sự thông minh đó là do cái tâm tục sinh, giác phúc hành quả trí đời trước đó. Thường thường quý vị nghe hay nghe mà chư tăng nói bố thí và quả trí đó, là bố thí mà gọi là có cung kính, hoặc là bố thí có lòng tin, hoặc là bố thí đúng thời. Tại vì thường thường chúng ta biết phi thời và đúng thời. Ví dụ biết đúng thời là mùa lễ dân y, chúng ta suy nghĩ đến chư tăng cần y tắm mưa, dân y tắm mưa, y gia trại mình cần cũng dường y gia trái, chư tăng bệnh mình cũng dường thuốc, chư tăng cần vật thực mình cũng dường vật thực, chư tăng nuôi người bệnh mình cũng dường nuôi người bệnh này kia nọ, chư tăng bị bệnh mình cũng dường như vậy, chư tăng chuẩn bị đi xa, chư tăng đi xa mới về này kia nọ, thì chư tăng có những cái điều kiện cần thiết, cần có những cái điều đó để trong đời sống phạm hạnh, và chúng ta cúng dường như vậy đó thì chúng ta gọi là cúng dường trí, và chính cái tâm thiện hợp trí đó cho chúng ta sanh làm người thông minh, học một biết mười. Nhưng mà thường thường chúng ta hay nghe nói cái người mà tục sinh đó, nhị nhân đó, thì học học mười biết năm ma thôi. Tại vì người đó tục sinh đó, là có hai nhân thôi, là vô tham vô sân ở trong 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, chứ không có cái tâm sở trí tuệ, nên gọi chúng ta gọi là tục sinh làm người nhị nhân. Rồi những vị phạm thiên, sơ thiền, nhiền tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sát giới, điều khi mà họ tục sinh thiện hợp trí đó, bởi chúng ta hay nghe nói là một người có cái tâm thiện hợp trí đó, là người tam nhân tu thiền để chứng thiền được. Và khi mà chúng thiền đó họ sanh lên đó, ở cõi phạm thiên sơ thiền bằng tâm quả sơ thiền, phạm thiên nhị thiền đó, thì tâm quả nhị thiền tam thiền sanh lên ba cõi nhị thiền, phạm thiên tam thiền thì tâm quả tứ thiền sanh lên tâm cõi tam thiền, rồi phạm thiên mà tứ thiền đó thì tâm quả ngũ thiền sanh về bảy cõi tứ thiền. Như vậy là những cái tâm thiện sắc giới đó đều là những cái tâm có trí hết quý vị. Nên khi mà mình sanh lên đó, mình nghĩ rằng mình thông minh này kia nọ, hay là mình giàu sang đó, mình kiêu mạn, mình nghĩ rằng mình có tài năng để mình làm giàu sang, nhưng mà thật sự đó chúng ta cũng biết rằng mình có vật hay không. Nếu đời trước mình có bố thí, hồi hướng phước hay tùy hỷ phước thì chúng ta có phước vật. Hay đời trước chúng ta, bây giờ chúng ta có đức, phước đức hay, có nghĩa là có đồ chúng, được sống lâu, ít bệnh hoạn, ít nhiệt não này cái nọ. Thì chúng ta hãy suy nghĩ rằng mình là kiếp trước mình có giữ giới, mình có cung kính, mình có phục vụ, mình có tu thiền tâm bi hỷ xả. Thì chính những cái điều đó cho chúng ta sanh làm người đó, có nghĩa là chúng ta đầy đủ cái phước đức. Và đời trước nếu chúng ta có bố thí hay chúng ta có thiết pháp hay là tính pháp, hay là chúng ta có tri kiến đúng đắn, chúng ta sửa đổi tư tưởng đó, chúng ta gọi là cải chánh tri kiến đó, thì chính những cái điều đó làm chúng ta sanh làm người tam nhân có trí. Như vậy thì thường thường nếu chúng ta mà là người Phật tử đó, mà ngồi nghe pháp, chúng ta thấy được cái mình mà đạt được thiền định hay đạo quả đó, cũng do cái đời trước mình có đối tượng là chư tăng thuyết giảng Phật pháp, mình bố thí có trí đúng thời, bố thí có lòng tin, bố thí đúng thời, bố thí có hướng đến tương lai, bố thí để trang nghiêm tâm, thì những cái điều đó đó cho chúng ta sanh làm người tam nhân. Và khi làm người tam nhân, chúng ta chứng thiền, chúng ta sanh lên cõi phạm thiên sơ thiền, thì chúng ta sống lâu, chúng ta lại kiêu mạn, chúng ta lại có những cái sự suy nghĩ rằng những chúng sanh khác không bằng mình về phương diện dung sắc là hào quang. Bởi chúng ta thấy phạm thiên nó có hào quang cũng khác biệt nhau, cái gì có vị hào quang sáng, có vị hào quang không được sáng, có nhiều vị hào quang lung linh, có nhiều vị hào quang tủ sáng ra như vậy. Như vậy thì sanh làm phạm thiên đó, dù là tâm quả sơ thiền, nhưng mà do tính tấn niệm định tuệ mạnh yếu đó, thì cái dung sắc đó, cái dung sắc là khác biệt nhau. Ở trong bài kinh cấy, chúng ta cũng nghĩ cái tâm thiền nó bị nó không có tồn tại, hoặc là nó có kết quả mà không có mỹ mãn. Thì cũng như vậy, những cái vị phạm thiên đó, họ đắc được thiền đó, thì họ nhờ nhiều cái điều kiện quý vị. Và chúng ta là người Phật tử cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta chứng ngộ được đạo quả đó, trước khi chưa chứng ngộ được đạo quả, chúng ta có nhiều cái sự kiêu mạn. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ chân chánh chút xíu đó, chúng ta bình tâm đó, chúng ta hành trì, chúng ta nghe pháp, và chúng ta hiểu đến cái trí tuệ mà gọi là cao nhất của phạm nhân, đó là hành xả tuệ, biết được các cái việc mà
có kết quả nó đều là nhân duyên. Và cái nhân duyên đó là những cái thiện nghiệp, công đức, những cái phước báo hậu trì cái ba la mật căn bản để cho mình đạt được những cái điều này. Nếu một người mà khi mà họ tu tập cũng như vậy, nhưng mà thường thường chúng ta khi mà chưa có đắc được cái đạo quả tu đồ quần đó, bởi vì chúng ta thấy tu đồ quần diệt được bốn năm tha mập tà và tâm si hoài nghi. Còn khi mà chúng ta chưa đắc được đạo quả tu đồ quần đó, chúng ta vẫn còn hoài nghi, vẫn còn tà kiến. Chính cái tà kiến ngũ quẩn đó, mình cho rằng mình thông minh, sắc quẩn mình được đẹp được cái nọ đó, mình cũng kiêu mạn. Nhưng mà chúng ta không bao giờ suy nghĩ rằng á, như là trong bài kinh chung của đây dành đó, là người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quyền quý sang bậc kiến triều tôn chủ, bậc chuyển lưng thánh chủ, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành do công đức đã tạo. Bởi chúng ta không bao giờ nghĩ rằng những cái công đức đời trước do chúng ta làm việc thiện, việc phước báo công đức đó mà đầy đủ tam tư, là người làm phước có trí, chúng ta không bao giờ nghĩ vậy. Chính vì không nghĩ như vậy đó nên chúng ta lại có những cái sự kiêu mạn khi ở kiếp này. Chúng ta làm mệnh phụ phu nhân, chúng ta nghe nói người màu da giọng nói đẹp lòng người, ví dụ chúng ta có thể làm diễn viên điện ảnh, chúng ta sẽ làm người mẫu, chúng ta sẽ là người dẫn chương trình hay cái nào. Chúng ta được những điều đó, chúng ta kiêu mạn, chúng ta nghĩ rằng mình có khả năng này. Nhưng mà chúng ta không bao giờ nghĩ rằng cái thiện nghiệp công đức đó nó cho ra cái sự tục sinh, và cái sắc nghiệp tục sinh nó hoàn hảo. Ví dụ người màu da trong sáng đó, ví dụ chúng ta thấy một cái người mà họ tục sinh mập quá cũng không phải là người có phước, hoặc là ốm quá cũng không phải là người có phước, hoặc là cao quá cũng không phải là người có phước, hoặc là thấp quá cũng phải là tục sinh, nó có cái sắc nghiệp chảnh. Như là Đức Bồ Tát có 32 đại nhân tướng và tài đẹp, hay là Hoàng hậu Maya được 64 cái tướng đẹp. Thì những cái điều đó là do cái thiện nghiệp đó, mà chúng tôi thường nói cái gì đó là cái tâm thiện nó tạo cái sắc nghiệp tục sinh. Và cái sắc nghiệp tục sinh nó được hoàn hảo, mình được trắng trẻo, mình có giọng nói đẹp, giọng nói hay, giọng nói tướng mạo đẹp, giọng nói hay, dạng tướng đi đó, tướng đi có những cái điều mà mình gọi là quý phái, quý tướng. Như là chúng ta thấy bà Quý Sắc Kha mà có 50 tướng tốt vậy đó. Tướng đi tốt, rồi tuổi xuân tốt, rồi tóc tốt, xương tốt, da tốt. Như vậy những điều đó, những điều đó chúng ta biết rằng một cái người mà khi mà họ tạo những cái thiện nghiệp công đức, và chính những cái thiện nghiệp công đức đó chúng ta gọi là phúc hành đó, nó cho ra cái quả vui, nó cho ra nhãn thức thọ xả quả thiện, nhĩ thức thọ xả quả thiện, tỷ thức thọ xả quả thiện, thiệt thức thọ xả quả thiện, thân thức thọ lạc quả thiện, tiếp thâu thọ xả quả thiện, quan sát thọ xả quả thiện, quan sát thọ ý quả thiện. Và những cái quả thiện đó là do cái, bởi vì cái tâm 18 tâm vô nhân là cái tâm đó, nó không phải là do cái nhân, mà nó là những cái thành quả của những cái nhân. Giống như mình trồng cái hộp sầu riêng, bây giờ mình có cái trái sầu riêng, thì mình không thể nào nói rằng cái trái sầu riêng này nó là cái hộp sầu riêng, không phải. Nhưng mà nó cũng không phải, nó không, mình phủ nhận nó luôn cũng không đúng. Bởi vì cái hộp sầu riêng nó đã lên cái cây sầu riêng, bây giờ nó ra cái trái sầu riêng. Cái trái sầu riêng, cái hột sầu riêng mình trồng xuống và cái trái sầu riêng bây giờ, mình nói nó hai cũng không đúng, mà nói nó một cũng không đúng. Sao? Vì thường thường chúng ta thấy rằng phủ nhận nó cũng không được, mà mình chấp nhận nó một cách mù quáng cũng không được. Bởi chúng ta thấy rằng thì là nhân nó không phải là quả, cái gì là quả nó không phải là nhân. Bởi vì chúng ta thấy hay trong kinh Bi Tiên Chánh Đáp hay thí dụ đó, một cái hành động phúc hành đó, nó giống như là một cái trái pizza đó được lăn và nó đụng trái pizza kia đó thì nó đứng lại, nhưng mà trái pizza kia nó lăn đi. Thì chúng ta thấy rằng từ cái trái pizza này qua trái pizza kia, nó ở đó nó có luồng của cái sức đụng, cái tác động đó. Thì cũng vậy, cái phúc hành đó là những cái tâm thiện dục giới, như là chúng ta thấy tám tâm thiện dục giới, chín tâm thiện đạo đại đó, là những cái phúc hành. Nhưng mà cái quả thức đi tái sanh đó, thì lại là tám tâm quả dục giới và chín tâm quả đạo đại, cũng như hai tâm thẩm tấn, là 19 cái thức đi tục sinh. Như vậy thì những cái điều đó Phật đó, với cái tuệ Pháp Vương đó, Ngài đã thấy với cội Bồ Đề, với cái giáo lý thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên, vô minh duyên cho hành đó, thì cái phúc hành này đó, nó có ba nhân.
Và cái phúc hành này nó trở thành những cái phúc hành ba la mật, sau này là chọc thủng vũ minh, và nó trở thành tu đồ quần sơ đạo sơ quả. Như vậy thì điều đó nó được Ngài thuyết giảng với cái chánh pháp. Ngài nói từ vô minh duyên cho hành, rồi hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh. Và cứ như vậy đó thì chúng sanh cứ trong vòng luân hồi, và chúng sanh đó với cái hướng giác ngộ đó thì tìm con đường bát chánh đạo để tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tận chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát, 10 cái chánh đó, thì trở thành vị thánh tu đồ quần. Như vậy thì Phạm Thiên này đó không có tu thiền quán để quán thấy danh sắc ngũ uẩn, nó là nhiều cái duyên trợ tạo. Một cái người mà tu thiền quán đó, thường thường họ quán danh sắc đó, thấy được cái tâm của mình cũng thay đổi, những cái cảm thọ nó cũng thay đổi, vì thọ nó có thọ hỷ, thọ xả, thọ lạc, thọ ưu, thọ khổ. Và những cái tưởng đó, nó cũng có sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng, chứ không phải là chỉ có một tưởng là sắc tưởng, và nó không phải là hai tưởng là có thinh tưởng, mà nó có khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Và tưởng đó là một tưởng quẩn như vậy, nó có ở trong các cái giác quan chúng ta. Và một cái người nhìn nhận đầy đủ đó thì thấy rằng cái gì mắt đó, nhìn thấy mà nhớ được đó, thì chúng ta gọi là sắc tưởng. Cái gì ở nơi lỗ tai chúng ta nghe đó mà chúng ta nhớ được đó, đó là thinh tưởng. Cái gì từ đến lỗ mũi chúng ta ngửi mà chúng ta nhớ được đó thì chúng ta gọi là khí tưởng. Cái gì từ vật thực chúng ta ăn đó, mà chúng ta nhớ lại cái vật thực đó, chúng ta gọi là vị tưởng. Từ cái sự xúc chạm mà chúng ta nhớ lại đó thì chúng ta biết đó là xúc tưởng. Và một cái người tu thiền quán đó thì họ thấy rằng đó, sắc thọ tưởng hành thức này đó đều là những cái duyên trợ tạo. Ví dụ chúng ta thấy rằng một người có sống lâu, sắc đẹp nhưng dư sức mạnh đó, thì chúng ta thấy rằng đó, do vật thực, do chúng ăn vật thực là chúng ta không đói khát, chúng ta mới có sức khỏe, mới được sống lâu, rồi mới được sắc đẹp, mới được an vui, mới được sức mạnh. Còn nếu mà chúng ta không có vật, chúng ta sẽ chết bằng. Mỗi người mà họ quán thấy từng bữa ăn như vậy đó là những cái duyên trợ tạo cho sắc nghiệp được duy trì và tiến bộ để mình tu tập, để giống như một người té trên đất thì họ chống trên đất, họ đứng dậy. Một người vì danh sắc ngũ uẩn này đó mà nó làm cho mình luân hồi, thì từ trong danh sắc ngũ uẩn này mình thấu triệt nó để mình chấm dứt luân hồi. Cũng giống như người té trên đất không thể nào nắm trên hư không mà đứng lại được. Té trên đất thì phải chống tay dưới đất để đứng lên. Một cái người khổ của sắc danh đó, sắc quẩn và danh quẩn đó, thì mình cũng phải quán thấy sắc quẩn và danh quẩn là khổ, giống như người té trên đất thì lấy tay chống đất mà đứng dậy. Thì cũng như vậy quý vị, Phạm Thiên một cái tà kiến này đó là ở gốc như chúng tôi nói, do cái thọ, cái kiêu mạn, cái hào quang, hoặc là do thấy lại. Bởi thường thường ta thấy rằng á, chúng ta có thể bố thí trì giới dễ, nhưng mà khi chúng ta tu thiền á, thì là khó. Mà chúng ta tu thiền, chúng ta đắc thiền càng khó hơn nữa quý vị. Cũng như bây giờ chúng ta đi chùa thì đông, thật là đông như vậy. Nhưng mà khi một người á, mà họ tới thọ tam quy ngũ giới thì lại ít hơn nữa. Khi một người mà thọ tam quy ngũ giới đó, họ giữ giới được ít, và khi mà họ thành tựu giới càng ít nữa. Tại vì những người thọ giới rồi họ phạm giới đó nhiều, cái người mà thành tựu giới ít. Và khi mà cái người mà có giới rồi họ tu thiền đó là nhiều, nhưng mà khi thành tựu được sơ thiền là ít ỏi. Nó giống như là một miếng đá trong cái núi đá vậy, một cái hộp cải trong thúng cải vậy, nó cũng rất là mong manh như vậy. Nên Đức Phật ngày thường nói rằng có những lúc cõi Phạm Thiên trống vắng, thì những vị Phạm Thiên thì nghĩ rằng không có ai đến cõi này được. Tại sao? Vì không có ai tu thiền nên cái tâm quả nó không có làm việc tái tục cho một kiếp sống mới, và nó duy trì kiếp sống đó, và cuối cùng chấm dứt kiếp sống cõi Phạm Thiên. Đó là chúng ta gọi là tử đó, tâm làm việc tái tục hộp tử. Chính vì điểm đó đó nên vị Phạm Thiên này mới nghĩ rằng á, ở cõi này không có ai đến. Thì chúng ta hiểu rằng á, cái tà kiến đó đó là do nhiều cái điều kiện,
do cái khuynh hướng thấy mà thấy không có hoàn hảo, thấy ví dụ như không có ai đến, thật sự ra không phải, do không có người hành thiền và họ không có đắc được thiền và họ không có tái tục với cái tâm thiền cho họ sanh lên cõi phẩm. Chứ không phải là dù là cõi phẩm thiên sơ thiền đi, nếu có người tu đó họ cũng sanh lên cõi phẩm. Có nhiều người họ tu họ đắc được nhị thiền họ chết thì cái tâm nhị thiền đó mà không hoại đó thì nó cho ra cái tâm quả làm việc tái tục lên cõi nhị thiền, ba cõi nhị thiền. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật thì nói rằng cái nhân và cái duyên đó hay là một cái chức năng của tâm. Ví dụ chúng ta thấy cái tâm mà thiền nó làm việc chức năng, nó làm việc động lực. Rồi cái tâm quả nó làm chức năng của nó là tái tục hậu kiếp và tử. Tám tâm đại quả làm việc thẩm tấn hay na cảnh. Như vậy thì những cái điều đó được Đức Phật nói rằng tâm và cái chức năng của tâm, cái tâm và cái việc làm của tâm, tâm làm một việc, hai việc, ba việc, bốn việc, năm việc. Như vậy thì những cái tâm nào làm một việc thì biết nó làm một việc. Ví dụ những cái tâm động lực thiền đó, nó làm một việc thôi là làm việc động lực. Nhưng mà những cái tâm quả đó thì nó làm việc tái tục hậu kiếp tử. Như vậy thì chúng ta biết rằng những cái điều đó, những cái pháp đó được Đức Phật là bậc pháp vương đó, ngài thấy từng căn cội chân tơ kẻ tóc của những cái pháp hành này và cái tâm tục sinh này. Nhưng mà đối với lời dạy của Đức Phật đó, thì ngài cũng dạy chúng ta đó, tất cả những cái pháp hữu vi hay là những cái thành quả trong những cái tu tập đó, nó chỉ là những cái pháp hữu vi được suy tư kết thành thôi. Ví dụ chúng ta là người tu tập sơ thiền đó, thì chúng ta có sự suy tư trên cái đề mục, chúng ta đạt được cái tâm định trong cái đề mục đó, để chúng ta chứng được sơ thiền, quý vị. Như vậy thì chúng ta biết rằng Phạm Thiên mà nghĩ không có ai đến, cái điều đó là một cái điều hoàn toàn sai lầm của vị Phạm Thiên này. Và nghĩ rằng những cái dung sắc nào đó mình thù thắng hơn hoặc là không có ai bằng mình vấn đề này, nó cũng là những cái điều lầm lạc, là những cái điều thiên kiến, là những cái điều thường kiến, là những cái điều mà gây ra cái sự trở ngại vì không thấy được các cái pháp hữu vi nên vượt qua được. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật vì cái lòng bi mẫn, ngài lên trên cõi Phạm Thiên và ngài cho cái vị Phạm Thiên này biết rằng rất là nhiều đệ tử của Đức Phật còn tựu vô thượng hơn nữa, thành tựu những cái thù thắng hơn nữa, chứ không phải như là Phạm Thiên chỉ thành tựu được cái sơ thiền, sanh lên cái cõi Phạm Thiên sơ thiền rồi nghĩ rằng những cái điều đó là thường hằng, thường tồn, bất biến, bất diệt, bất sanh, không phải vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là bậc pháp vương, ngài thấy được các pháp và cái sự cấu thành của các pháp. Thường thường mình học ví dụ pháp, ví dụ tâm thiện, cái tâm tâm thiền nó được bao nhiêu sở hữu hợp. Ví dụ chúng ta thấy như là cái tâm thiện dục giới hợp trí thọ hỷ đó có 38 sở hữu hợp, 13 sở hữu tự tha, 25 sở hữu tịnh hảo. Nhưng mà những tâm thiện ly trí đó thì nó có 37 sở hữu. Và như vậy thì Đức Phật này biết được những cái thuộc tính mà một cái thiện tâm có được. Nó có tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, nó thuộc về những cái phúc hành, quý vị. Bởi thường thường chúng ta thấy rằng Đức Phật này ngày chia ra những cái thành phần mà nếu chúng ta học trong diệu pháp đó, thức quẩn là tâm đó, quý vị. Thọ quẩn là sở hữu thọ, tưởng quẩn là sở hữu tưởng. Còn 50 sở hữu còn lại trong 52 sở hữu đó thì chúng ta gọi là hành quẩn. Thì hành quẩn nó có phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. 13 sở hữu tự tha đó thì nó thuộc về bất động hành. Rồi phúc hành đó là 25 sở hữu tịnh hảo, phi phúc hành là 14 sở hữu bất thiện. Như vậy là những cái thành phần này được Đức Phật ngài thấy và ngài nói đó không dư không thiếu. Nên thường thường ở trong kinh đó, Đức Phật trong Trung Bộ mà chúng ta học những lúc trước đó, có những người nghĩ rằng thêm chút xíu cho nó sáng tỏ, nhưng mà thật sự nó không có được gì hết. Cũng như cái máy vậy, quý vị, chúng ta thấy rằng người kỹ sư họ chế ra cái máy nó chạy cho im đó, vì đủ bao nhiêu nó nhông rồi. Rồi thí dụ nó có cái công đồ von ở trong cái máy, nó làm cho cái máy nó quân bình đó. Và giờ bỏ cái công đồ von đó thì nó cũng sắp cái máy, và cái máy nó sẽ kêu rất là tốt.
rất là to. Như vậy thì mình đừng nghĩ rằng bỏ thêm một cái gì vô nó sẽ tốt hơn, và lấy ra một cái gì đó nó sẽ tốt hơn. Nó không có gì đâu quý vị. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng pháp của Đức Phật thuyết giảng đó đầy đủ như vậy. Đầy đủ để cho chúng sanh tu tập, chứ không phải là dư thừa, cũng không phải là thuyết giảng không có đầy đủ, mà Đức Phật ngày thuyết giảng đầy đủ. Những cái chánh pháp đó, như là bát chánh đạo đó, chánh kiến thì nó có chánh tư duy, chánh kiến, phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc kỳ giới, phần chánh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc kỳ định phần. Và mình không thể nào bỏ đi một cái nào được, không thể nào bỏ đi một cái nào được. Như vậy thì Đức Phật để thuyết giảng các pháp đó, nó giống như là một cái công thức của một chiếc máy vậy đó. Nó có đầy đủ những cái thành phần cấu trúc của nó thì nó mới vận hành được. Thì nó cũng như vậy, ví dụ chúng ta thấy một cái nhà vậy đó, nó có nhiều thành phần, như là những cái vật liệu xây dựng, rồi những cái vật liệu giao kết nhau, rồi những cái loại sơn, những này kia nọ đó, nó làm ở trong ngôi nhà đó. Thì tất cả những cái điều đó, đó nó đều có cái chức năng của nó trong ngôi nhà, cũng như các cái bộ phận trong cái máy nó đều có một cái chức năng của nó ở trong cái cỗ máy để được. Thì tâm và sở nó phối hợp với nhau, và các pháp đó nó đưa ra những cái chức năng, và nó làm cho những cái thành quả mỗi kiếp luân hồi. Bởi chúng ta thấy rằng cái kiếp trước chúng ta, nếu mà chúng ta lỡ tục sinh làm con mèo con chó đó, thì chúng ta tục sinh bằng cái tâm thầm tận, và sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, và chúng ta sanh làm súc sanh. Nhưng mà do những cái thiện nghiệp công đức nào đó, thì chúng ta có một lúc cái tâm thiện khởi sanh, và ngay lúc mà con mèo nó chết, nó khởi thành được cái tâm, thì nó sẽ, cái tâm thiện nó sẽ làm việc tái tục, cho ra tâm quả làm việc tái tục hậu kiếp tử. Nó là cái nghiệp tướng thú tướng, để cho những cái thành quả đó nó bắt theo và nó sanh theo. Như vậy á, thường thì chúng ta không có học, không biết là những vị phạm thiên cũng vậy thôi. Phạm thiên cũng vậy thôi. Thường thường những vị phạm thiên đa số là những vị phạm phu. Còn những vị phạm thiên thanh tịnh á, là những vị đắc đạo quả tu đầu quần, diệt được bốn tầm tham hợp tà và tâm si hoài nghi, không còn hoài nghi lời dạy của Đức Phật, và không còn tà kiến trong ngũ quần. Còn ngược lại đó, thì tất cả những cái vị phạm thiên chưa thanh tịnh đó, mình gọi là phạm thiên thanh tịnh vì những vị đó chứng được tu đầu quần, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán đạo quả trong cái kiếp cuối cùng của phạm thiên. Nếu mà vị đó đó, như là chúng ta thấy những cái bạn bị đắc được ngũ thiền sanh về cõi vô phiền vô nhiệt thiện kiến thiện hiện sắc của cánh gì đó, vị này chết ở cõi vô phiền đi, chưa có đắc rồi phải sanh lên cõi vô nhiệt thiện kiến rồi thiện hiện rồi sắc của cánh, lên cái cõi cao nhất rồi vị đó mới đắc được đạo quả a la hán. Như vậy thì chúng ta thấy là những vị phạm thiên đó, thanh tịnh là những vị đã đắc được đạo quả, và do cái sự đắc đạo quả, do cái tâm sơ đạo sanh lên, nó diệt được bốn tâm tham hợp tà, nên tà kiến ngũ quẩn, và tâm si hoài nghi đó, không còn hoài nghi về lời dạy của Đức Phật, không hoài nghi Phật pháp tăng, không hoài nghi quy nhân quả. Như vậy thì những điều đó được Đức Phật thuyết giảng, tại sao gọi là những vị thanh, rồi tại sao vị này gọi là phạm phu. Còn những cái kiến chấp sai lầm, còn những cái quan điểm chưa có thấy được hoàn hảo, chính những điều đó chúng ta cần phải hiểu biết như vậy. Thì khi mà Đức Phật ngày dùng thần thông để chế ngự phạm thiên này đó, thì ngài Binh Đô Lá hoặc là ngài Anuruddha, thì những cái vị này cũng hiện ra bốn góc ở trên đầu của phạm thiên mà nằm dưới Thế Tôn như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái điều này đó là đệ tử của Đức Phật đó rất là thiện xảo, như là ngài Mục Kiền Liên, ngài thiện xảo về thần thông, ngài Anuruddha, ngài thiện xảo về thiên nhãn thông, rồi ngài Binh Đô Lá, ngài rất là giỏi về những cái nhập và xuất những cái thiền thông, thiền định. Như vậy là những cái điều đó đó cho chúng ta biết rằng, và cho phạm thiên này biết rằng không phải chỉ có ba bốn vị này đâu, có hàng trăm, hàng ngàn, một trăm ngàn những cái vị mà đạt được cái đạo quả thù thắng như vậy. Và Đức Phật để thuyết giảng, và những vị đệ tử của Đức Phật á, đã chế ngự vị phạm thiên này. Và Đức Thế Tôn ngày đã thuyết giảng cho phạm thiên này thấy những cái quan kiến sai lầm, và chúng ta gọi là bốn tầm tham hợp tà đó.
đó là những cái tác kiến, hoặc là thường kiến, hoặc là đoạn kiến. Những cái điều đó, đó hoặc là vô nhân kiến, vô quả kiến, hoặc là vô hành kiến đó, không thấy được nhân quả, không thấy được hành động, chấp chặt những cái thường kiến hay đoạn kiến. Thì như vậy đó, thì vị Phạm Thiên này mới có duyên nghe, và với cái tâm mà lanh lợi đó, chúng tôi nói là cái tâm gì đó, nên vị này đưa tầm quán xét và đặt đạo quả. Chính vì khi thành tán mới thấy được cái sự vô thượng của bậc đạo sư, mới trở thành vị đệ tử của Đức Phật. Tuy rằng những vị Phạm Thiên có những cái năng lực đó, nhưng mà vị đó biết rằng những cái điều này do cái năng lực của tâm định đó, nó mang lại cái cảnh giới Phạm Thiên, và có những cái hào quang dung sắc thù thắng như vậy đó, có những cái tuổi thọ thù thắng, thì vị này biết được đó đều là do những cái pháp mà nó đã hiện khởi như vậy, chứ không phải mình muốn, cũng không phải ai muốn cái gì. Ví dụ mình sanh ra một đứa con nó khùng điên đi, đứa con nó cũng không muốn mình khùng điên, và mình cũng không muốn nó khùng điên, ai nó cũng không muốn khùng điên. Ông bà tổ tiên hay là bà con lối xóm cũng không muốn nó khùng điên. Cái khùng điên vì cái bản chất của cái phúc hành hay là phi phúc hành nó cho ra. Nếu mà chúng sanh đó đời trước những cái việc tổn thương người khác, làm những người ta điên loạn, làm những người ta không tập trung được, sau này sanh ra làm người bị điên loạn, như vậy thì những cái điều đó đó, hay là chúng ta có những cái tư tưởng, có những cái lý mà gọi là trường uống như con lương, chúng ta gọi là ngụy biện, chúng ta có những cái tri kiến sai lầm, chúng ta viết sách kinh mà tà kiến đó, làm cho người ta điên đạo, người ta không nhận được cái phương hướng, thì những cái người đó sanh ra những kiếp sau họ bị điên khùng. Quý vị thường thường quý vị hay nghe lúc mà ngài Móc La Ná, ngài nói với vị tỳ khưu Lắc Thá Ná đó, ngài thấy con ngạ quỷ nó dài mà lửa nó chạy đó, thì Đức Phật ngài kể lại chính nó bị lửa chạy từ trong thân nó chạy ra hai đầu đó, chạy vào cái miệng của nó đó, vì nó kiếp trước nó là nó nói hoàng xuyên, nó nói chuyện bậy bạ, nói làm cho người ta điên đảo, người ta không có biết được cái sự thật, và sống với những cái tà pháp. Nên bây giờ cái bà thì bỏ chết sanh làm con ngã quỷ, có lửa cháy trong cái miệng của nó, trong ruột, trong gan, đốt thiêu nó như thế. Thì chúng ta cũng thấy rằng ở đời những người mà họ sanh làm điên khùng đó, không phải là họ muốn, không phải cha mẹ họ muốn, không phải là ông bà hay là những người nào muốn, mà do những cái phúc hành, phi phúc hành đời trước, những cái ác bất thiện của họ đó. Và thường thường Đức Phật hay nói một người bởi những cái tư tưởng sai lầm như vậy, họ chết nó sanh vào địa ngục. Nhưng mà nếu họ không sanh vào địa ngục mà do cái lành dư sót đó, họ sanh làm người, nhưng mà họ điên điên khùng khùng như vậy. Thì những cái điều đó đó, nó không phải do cha mẹ không ai muốn, nhưng mà chúng ta hiểu đó là cái phúc hành không được hoàn hảo, kém khuyết về phương diện này phương kia. Thay vì cái thiện nghiệp chúng ta đó nó có đầy đủ, ví dụ chúng ta thấy có thể thí dụ như một hột giống bỏ xuống mưa thuận gió hòa, cái hột giống nó lên mạnh, nhưng mà nếu bỏ xuống rồi nắng hạn đó nó cũng lên, nhưng mà nó ốm nhom ốm nhách nè, vì nó thiếu nước, nước và nó bị nắng quá đó, nên cái hột đậu nó lên cái mầm đậu nó mong manh, nó không có mập mạp. Còn khi mà có đủ nước đó, thì cái hạt giống nó mập mạp. Thì chúng ta cũng hiểu rằng những cái thiện pháp đó, nó do những cái điều kiện yếu tố mà nó trở thành thù thắng, do nó kém khuyết những yếu tố đó, nó trở thành muội lược yếu đuối. Thì những điều đó nó cho chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài thuyết giảng với cái tính chất của danh sắc này đó, nó kết cấu hình thành danh sắc, và nó cũng quỷ diệt danh sắc này khi mà mình thấy khổ, mình dứt trừ tham ái. Vậy chúng ta tạo phước do một cái mãnh lực, cũng là cái mãnh lực ước muốn đời sau chúng ta giàu sang, đẹp trai đẹp gái. Nên từ từ Đức Phật này nói rằng bố thí có lòng tin kiếp sau mình sẽ làm người trai, người nam, người nữ đẹp trai đẹp gái. Bố thí có cung kính kiếp sau mình sẽ làm người giàu sang, mình nói người ta nể sợ. Thì chúng ta cũng biết những cái điều đó Đức Phật nói rằng, nhưng mà thường thì chúng ta tục sinh làm người,
chúng ta được giàu sang, đẹp trai, đẹp gái. Nhưng mà nếu mà chúng ta có trí đó, thì tự bản thân chúng ta nhận diện được những cái điều đó nó cũng chỉ là một cái giai đoạn của hạnh phúc thôi. À, nó chỉ là cái hương vị ngọt ngào trong một cái thời gian nào đó. Nhưng mà rồi nhiều cái đắng cay, nhiều cái đau khổ nó vẫn tiếp diễn xung quanh. Ví dụ mình giàu sang, mình đẹp trai, đẹp gái, nhưng mà già bệnh chết nó vẫn ám ảnh mình. Rồi những cái bệnh tật, những cái sự đau khổ của thế giới nhân loại này nó cũng làm cho mình lung lay. À, nên quý vị thấy một lúc nào dịch quá đó, những người giàu Ấn Độ họ phải chạy qua nước khác, họ cũng sợ hãi chứ. Tuy rằng họ giàu có của cải, nhưng mà họ vẫn sợ hãi những cái điều kiện mà thấy người ta sống đó chết đó, họ cũng sợ, họ cũng tìm cách để trốn tránh những dịch bệnh đó, hoặc là trốn tránh động đất sóng thần, hoặc là lũ lụt thì nó không tìm cách để họ trốn tránh. Tuy rằng họ giàu có của cải nhưng mà họ phải trốn tránh. Thậm chí bây giờ chúng ta thấy chiến tranh ở bên Nga hay ở Ukraine vậy đó, những người họ có tiền của họ bỏ, họ đi chỗ khác vì họ muốn trốn tránh sự đau khổ đó. Thì cũng như vậy, người chúng ta đó, chúng ta thấy khổ trong danh sắc, chúng ta làm phước để chúng ta bớt đi cái khổ mà chúng ta có thể làm, gọi là bớt đi cái khổ. Nhưng mà thực sự chấm dứt cái sự khổ đó, chúng ta cần phải quán thấy những cái pháp đó chỉ là những cái pháp hữu vi, những cái phước báo công đức đó là những cái tô bồi cho cái ba la mật để cho mình vững vàng đến đạo lộ giác ngộ, chứ không phải là cái điểm dừng chân cuối cùng của mình. Nó không phải là cái điểm dừng chân cuối cùng trong những cái thiện sự công đức đó, và nó cần phải vượt qua để chấm dứt cái sự sanh tử của danh sắc này, cái sự mà đạt được cái sự bất sanh bất tử của niết bàn thì mới được. Kính bạch ngài hòa thượng Giác Đẳng, con xin điền khuyết cho thượng tọa Pháp Tăng thuyết giảng tiếp theo cái lời của thượng tọa. Bây giờ thì con nghĩ rằng thỉnh thượng tọa nói thêm, và thượng tọa để có những câu thảo luận. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa. Hòa thượng con xin dùng đi. Sa thú kính trình thượng tọa Pháp Đăng rất nhiều với pháp thoại vừa rồi. Thưa quý Phật tử, chúng ta tiếp theo ý nghĩa mà thượng tọa Pháp Đăng vừa trình bày đó. Ở đây trong bài kinh đề cập đến hình ảnh vị Phạm Thiên, nhưng mà chúng ta thực hiện rất là xa xôi và không liên hệ đến đời sống của chúng ta. Bỗng đó, nếu chúng ta đến gần các vị thiền sư hướng dẫn tu tập, thì các ngài hãy nhắc chúng ta coi chừng sự tự mãn. Tự mãn ở đây là khi mình tu tập đó, có khi mình thành tựu những tiến bộ thôi về giới hay là về phẩm hạnh, thậm chí chúng ta có thể ngồi thiền lâu một chút, và mỗi một cái sự thành tựu như vậy đó, nó dễ dẫn chúng ta đến cái chỗ gọi là tự mãn hay là cảm thấy thỏa mãn. Cảm thấy thỏa mãn mới chỉ là một phần thôi, và có thể có phần khác là chúng ta cảm thấy rất là tự kỷ. Dạ, kính thưa Hòa Thượng Giác Đẳng, đạo tràng của chúng con đã hết nghe. Con kính thỉnh Ngài quay lại, cho lại. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nãy giờ quý vị có nghe chúng tôi nói không? Xin hỏi nãy giờ quý vị có nghe chúng tôi nói không? Chúng tôi hỏi quý vị nãy giờ chúng tôi nói, quý vị gián đoạn bao lâu rồi có biết không? Thì điều mà chúng tôi nói trở lại một chút đó là trong đời sống tu tập chúng ta rất dễ bị cái bệnh gọi là bệnh
tự mãn hay là cảm mình cao rồi đó, mình có được ngôi chùa lớn vậy là mình giỏi rồi đó, rồi mình có hiểu biết Phật vậy là không phải nhắc chúng ta nên đồng hành với những người bằng mình hay cao hơn mình. Không phải Đức Phật người khuyên như vậy để chúng ta có sự so đo đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp xúc, liên hệ, học hỏi, trao đổi với những người bằng mình hay hơn mình, thì những người đó nhắc cho chúng ta biết một điều là chúng ta vẫn còn có nhiều việc phải làm. Cái sợ nhất của đời sống là đến lúc nào đó, thưa quý vị, chúng ta cảm thấy rằng mình quá vui, quá thỏa mãn với cái sự tu tập của mình, dù là thiền định, dù là giới. Chúng tôi biết có nhiều vị đó là chỉ có cái là vị chùa rất là siêng năng, mà ai cũng tán thán, ai cũng ca ngợi, thấy dậm chân một chỗ siêng năng á, thấy cái gì làm cái gì cũng làm hết. Nhưng mà cái mục đích mình tu phải chỗ siêng năng đó. Hay là có những vị đi tu mà làm đám nhiều, có nhiều tiền bạc, cảm thấy thỏa mãn, nghĩa là mình đi tu về nhất rồi, cũng không nên dừng chân tại đó. Thậm chí thành tựu giới hạnh, thành tựu thiền định thì Đức Phật Ngài khuyên rằng hãy tiếp tục lên đường, tại nó chưa phải là lỗi cây. Cho đến khi nào mình thành tựu được quả vị để thấy rằng sanh ra tận những gì nên làm đã làm, có bên mới có quyền không phấn đấu. Trường hợp dĩ nhiên là vị này sống cảnh giới rất cao, có cái đến ý nghĩ rằng không ai bằng mình. Ở trong cảnh giới này không ai, không vì Sa Môn và La Môn đến đi được. Nhưng mà chúng ta hiểu là không ai có thể bằng mình được. Đức Phật xuất hiện, dù là Đức Phật và các đệ tử xuất hiện trong những giây phút ngắn ngủi, nhưng mà Ngài có mặt đó. Ở trong sớ giải nói rằng lúc đó hào quang của Đức Phật sáng hơn tất cả những gì, kể cả lâu đài của các vị phạm thiên, kể cả thân tướng các vị phạm thiên, kể cả hào quang các vị phạm thiên sáng hơn. Thì chỉ riêng chừng đó đó đã khiến cho vị phạm thiên này xóa tan đi cái ý tưởng rằng không ai bằng mình. Mình phải thấy như vậy, mình phải thấy không ai bằng mình. Bởi vì chúng tôi nói quý vị là ngày xưa ở Việt Nam đó, có nhiều người đi học ra tú tài, gọi là ông Tú. Gọi là ông Tú là quay lắm. Bây giờ thật ra tú tài gì lắm, thưa quý vị. Chúng ta thấy mấy người động tú tài thiếu gì. Rồi một người đậu cử nhân, hay là người ra toàn kỹ sư. Hồi xưa mình nói ông kỹ sư là ông bác vật á. Thí dụ khi nói ông bác vật Nam là ông đậu dừa đó. Hồi xưa nó bác vật Nam là quay lắm. Rồi bây giờ chúng ta thấy bên Mỹ á, 22 tuổi rồi ra trường làm kỹ sư, mặt bún còn ra sữa nữa. Nhưng mà phải nói một điều là học cái kỹ sư bây giờ không bằng thời xưa. Nhưng mà cái xã hội của Tây Phương họ có cái như vậy, là họ không có sùng bái quá đáng những điều đó. Họ cho thấy rằng người ta, tức là núi cao hơn núi, người giỏi hơn người, có thấy có biết như vậy đó, thì tâm của chúng ta bớt đi cái sự kiêu mạn, tâm của chúng ta bớt đi cái sự cao ngạo, và chúng ta tiếp tục tu, tiếp tục học, và đặc biệt là tiếp tục lên được. Cái người mà ngăn che chúng ta nhiều nhất trong sự học hỏi không phải ai khác mà chính bản thân của chúng ta. Chúng ta tự mình ngăn che rất nhiều. Mình phải cố gắng thêm, phải cải thiện, và luôn luôn cải thiện, phải tìm cách. Còn nếu mình làm cái gì đó mà mình nghĩ rằng ồ, có tốt rồi, có người vỗ tay rồi. Chúng tôi nghe một trường hợp rất là tội nghiệp, là có một vị thuyết pháp và lên YouTube được nhiều người coi, vị đó hạnh phúc lắm. Nhưng mà sau đó vị đó lại buồn, là bởi vì cái YouTube sau lại không có nhiều người coi như vậy. Thì có người khác họ nói rằng không phải mình sư đâu, mà các ca sĩ có nhiều khi ra MV nó cũng có cái người ta thích, có cái không thích. Nhưng quý vị thấy không,
chúng ta luôn luôn là chúng ta muốn tìm sự thỏa mãn về cái bản ngã của mình. Và cái sự thỏa mãn về bản ngã nó khác với cái sự tiến bộ về đời sống tinh thần. Mà càng muốn tiến bộ về đời sống tinh thần thì chúng ta cần giảm bớt đi bản ngã. Và cái sự thành công nào đó, coi chừng, nó lại là một sự ngăn ngại cho chính mình. Một sự thành công nào đó, coi chừng, nó lại là một điều để chúng ta tự đắc, mà không còn là điểm tựa, không còn cái sức bật để chúng ta đi tới nữa. Nên bài kinh này đó cho chúng ta biết rằng ở trong cuộc đời, tại vì mình chưa gặp thôi, vị Phạm Thiên này có cái duyên may hơn chúng ta ở tại đây, là trong lúc khởi lên sự cao mạng thì nhờ cái phước đời quá khứ nên Đức Phật xuất hiện, nên các đại đệ tử xuất hiện. Mặc dù chỉ trong phút chốc các vị xuất hiện, nhưng mà xóa tan đi cái ảo tưởng của vị này là mình là nhất trên cuộc đời. Cái đó là cái hay. Bởi vì khi mà chúng ta còn nhỏ đó, chúng ta luôn luôn muốn làm lớp trưởng, chúng ta muốn đứng hạng nhất trong lớp, chúng ta muốn đạt được cái gì gọi là chúng ta nó không ai bằng. Nhưng mà khi chúng ta càng sống càng lớn, càng trưởng thành, càng hiểu biết, thì chúng ta thấy rằng cái ý tưởng mà gọi là mình là nhất ở trong cuộc đời, nó chỉ là một ảo tưởng, không bao giờ có chuyện đó. Cuộc đời này nó luôn luôn là có những thứ mà mình không giỏi bằng người khác, có những người đó họ không hơn mặt mình mặt này nhưng họ hơn người mặt khác. Chúng tôi thấy trong số quý Phật tử đi chùa đó, mỗi người họ có một cái hạnh, mà có những người mà phải nói chúng tôi rất là quý, có thể làm việc một cách lặng lẽ cũng luôn luôn làm công quả. Có những người mà chúng tôi biết rằng cứ 4-5 giờ sáng là thức dậy tụng kinh ngồi thiền, mà đều đều mỗi ngày như vậy. Có những người mà chúng tôi biết rằng hãy ai cần thì mình cứ làm, cứ giúp, không bao giờ kêu ca kể lễ chuyện gì hết. Những điều đó thưa quý vị, thật ra đều là những tấm gương, đều những cái hay, đều là những điều rất là đáng tán thán. Chúng ta hay có cái bệnh gọi là bệnh phiến diện, mà chúng ta sẽ chỉ có bệnh này tại vì chúng ta không đọc kỹ trên kinh điển, đọc kỹ lời Đức Phật dạy. Mình thấy cái gì mình thích quá, mình thấy cái gì được quá thì mình ca ngợi tận mây xanh. Và nếu cái đó mà thuộc về mình hay thuộc về người thân của mình thì mình tự hào là không ai bằng. Nhưng mà nếu nhìn lại những đệ tử Phật thì chúng ta thấy rằng có vị thì ưu việt về lĩnh vực này, có vị ưu việt ở lĩnh vực kia. Và Đức Phật càng tán thán. Nên chi? Chúng ta nên tự biết mình là mình có ưu điểm như vậy, có khuyết điểm như vậy, và đi tới sẽ là một điều rất là đáng sợ. Khi mà trên con đường tu tập, càng tu tập thì chúng ta lại càng vướng vấp bởi cái ngã của mình, luôn luôn muốn tự hào, luôn luôn muốn tự thị, luôn luôn muốn chứng tỏ là mình hay, mình giỏi, mình hơn người khác. Và nặng nề hơn nữa thì nó sanh ra cái bệnh gọi là tự tán quỷ tha, là khen mình chê người, cái đó còn nguy hiểm. Thì nói chung là dạ Nam Mô Bụt Thầy á, ngài Hòa Thượng Giác Đẳng vừa mới rớt bích à, con kính thỉnh ngài cầm bích trở lại. Dạ chúng con hết nghe âm thanh của ngài Hòa Thượng Giác Đẳng, chúng con kính thỉnh ngài quay lại.
Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe được không? Dạ vâng. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta tự nhận là mình tu như vậy là đủ rồi, tu như vậy là cao rồi, tu như vậy là nhất rồi, thì chúng ta nên suy nghĩ kỹ lại cái ý nghĩa bài kinh này. Cái quan điểm đó, nó chỉ là một ảo giác. Cái sự thỏa mãn đó, nó chỉ là một cái sự chặn đứng lại cái tiến bộ của chúng ta. Và nó không có lợi gì hết. Và nó không có lợi gì để chúng ta tự thị rằng mình như vậy là ngon lành, mình như vậy là hay lắm, thường giỏi lắm. Mà không may cho chúng ta là đa phần chúng ta dễ rơi vào chuyện này lắm. Mình tu tập được người khác khen, khen về pháp học, khen pháp hành, khen về sự thuyết pháp, khen về thành tựu. Thậm chí chúng tôi có biết trường hợp này, đây là trường hợp là có một vị cha, một vị này cha cũng được ta khen tướng hào quang minh, phải nhận vị đó tướng rất là đẹp, ngoãn thốn, làm sao cho đẹp đẽ đi lại thôi. Nhưng mà về Phật pháp thì vị này học không bao nhiêu hết, không bao nhiêu hết. Là tối ngày cứ cảm thấy hạnh phúc vì tăng tướng mình. Thì phải nói những cái đó rất là tội nghiệp. Tại sao tội nghiệp? Là tại vì chính những điều đó đó, chính được thôi là mình có cái tăng tướng đẹp, mặc y vô ta thấy đẹp đó. Cũng có Phật tử họ hoan hỷ, họ cũng cúng dường, cũng cung kính. Nhưng mà rồi nó là nó không tiến được gì hết. Được khuyên đừng, ý muốn nói rằng không ai có thể ngăn chặn sự tiến bộ của mình hết, mà chính bản thân của mình phải coi chừng. Bởi vì khi Đức Phật còn tại thế đó, Ngài thường mình sống sờ có 8 lý do mà không thể trôi đến tiền cả, như là nó bị tắt bên này, nó bị tắt bên kia, rồi nó bị phi nhân lấy đi, bị người ta vớt lại, rồi một từ trong một nước ra, rồi bị bắt cạn, rồi bị hư ra. Thì cái chuyện mà một ở trong ruột một ra đó, chuyện hay là trường hợp mà chúng ta cũng dễ thấy đó là mắc cạn. Dạ, bị mắc cạn, không phải có gỗ mắc cạn, tàu đi biển nó bị mắc cạn đi. Nhưng cái mắc cạn này đó, nó chính do cái sự tự thi của mình. Dạ, ta phải nhìn lại cái khả năng lại về khả năng nhìn lại cái tâm mình như vậy, cái nhược điểm mình như vậy, cái phiền não mình như vậy. Và cái khả năng nhìn lại này giúp cho chúng ta tránh được là mình không có tự mãn quá. Và chúng tôi cũng phải nói như vậy là một cái bệnh mà rất nặng của người tu. Người tu rất nặng đây là bệnh tự tán quỷ tha. Chúng ta đọc Đức Phật nhắc rất là nhiều. Tự tán quỷ tha tức là tự đề cao chính mình, hay tự khen mình chê người, tự tán quỷ tha. Và cái này là chắc cái chúng ta phải để ý. Chúng tôi nhớ Hòa Thượng Nguyên Minh, Hòa Thượng có nói rằng có một người ăn chay được rất là tự hào, ăn chay đi đâu cũng dê ta hết. Thì Hòa Thượng mới nói rằng ăn có bụng rau cải mà sao anh là tự cao như vậy. Nhưng không phải những một người như vậy, chúng ta vô số người. Dạ. Cái bệnh mà mình tu được một chút, mình làm công quả giỏi một chút, mình ngồi thiền một chút, mình thường tụng kinh, hay là mình thế này thế kia, thì luôn luôn dùng những thứ đó đó để đánh bóng cái bản ngã của mình. Mà đánh bóng bản ngã làm gì? Để mình phiền não thêm thôi. Nên cái sự sống đáng ngại nhất người tu đó là những thành công, đáng ngại nhất người tu đó là thuận duyên, đáng ngại nhất người tu đó đó là gì mình có. Có nhiều khi thưa quý vị, chúng tôi gặp một vài vị tu sĩ đó, một vài vị thầy
Chúng tôi mới nghe nói chuyện là các vị biết là các vị rất là tự hào là mình có một ngôi chùa lớn, một ngôi chùa đẹp, một ngôi chùa giàu có, thậm chí mình có tiền nữa. Dạ. Chúng tôi có nghe một vị sư nói với chúng tôi rằng tiền vị đó bó lại đốt cũng hết rồi. Nhưng để làm gì? Để làm gì? Mình đi tu tự hào về để làm gì? Đâu có gì đáng để tự hào hết. Chính những điều đó đó, nó sẽ làm cái kẹt cho mình. Dạ. Nó sẽ kẹt cho mình. Nên cái người mà tu tập đó thì thường phải tự nhắc chính mình rằng cái ma chứng trong lòng nó đáng sợ hơn là cái ngoại chứng và cái phiền não, và đặc biệt cái ngã chấp đáng sợ hơn là những quấy phá. Nói thẳng gì đáng buồn, nói thẳng như vậy. Tại vì ai sống có thất bại đã đành rồi, nhưng mà sự thất bại của người tu làm cho mình khiêm tốn hơn, mình ít có kiêu mạn hơn. Nhưng mà cái đáng sợ của chúng ta là sự thành công. Sự thành công khiến chúng ta cảm thấy là mình như vậy là ngon lành lắm, như vậy là tốt lắm. Tu bất quan trai giới thường hay làm được như thường, mình lại cảm thấy như vậy là đủ. Và bởi vì trong rất nhiều bài kinh lắm, Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh một điểm là tránh tự tán quỷ tha. Dạ. Ngài Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta luôn luôn phải tiếp tục đi tới. Và cái lời dạy mà ở trong công kinh Pháp Cú mà Hòa Thượng Tề Sư vừa giảng kỳ rồi, chúng tôi không để cây chứ thường như hình thứ năm của thời giảng Pháp Cú, cái câu mà phi chân biết phi chân, và chân thần biết chân thần, phi chân biết phi chân đó, thì câu đó nó có cái hàm nghĩa là cái gì gọi là cốt lõi thì biết là cốt lõi, mà cái gì không phải là cốt lõi thì không phải là cốt lõi. Hay nói một cách khác, cái gì mà có giá trị thật sự mình biết là giá trị thật sự, cái gì không có giá trị thật sự mình biết không giá trị thật sự nữa, thì người đó sẽ đạt được giá trị thật sự. Cái cốt lõi hay giá trị ở tại đây đó, là chính mình phải biết. Thí dụ mình đi tu đâu phải mục đích là mình có nhiều tiền đâu. Mình đi tu phải mục đích làm thiền sư, làm pháp sư, không phải trụ trì. Mình đi tu cũng phải là để cạo đầu như vậy, có mặt như vậy, nó đẹp đẽ như vậy, không phải. Tất cả đó đều không phải là mục đích của sự đi tu hết. Nó không phải là cốt lõi. Cái cốt lõi đi tu là gì? Đó là mình có thể nhìn thấy được thân tâm của mình. Mình có thể làm thế nào mình càng ngày càng giảm thiểu phiền não. Mình làm thế nào mà cái nội lực mình mạnh, thì mình mới gọi là có cái giá trị cốt lõi. Còn nếu mình đi tu được cái này được cái kia thì nó có cốt lõi, cái đó là hoa lá cành, nó không phải là cái thật sự cốt lõi. Bởi vì chúng ta rất dễ nhầm lẫn về điểm này. Nên trong bài kinh ngày hôm nay, vị Phạm Thiên đó, không có điều gì đáng ngạc nhiên hết. Vị này giống như một đại gia, rất nhiều tiền, sống trong một căn nhà giàu có, cái giường đắt bằng cái nhà của người ta, chiếc xe chạy bắt đắt bằng sự nghiệp một đời người khác nhiều đắt. Ở trong cái đời sống mà cùng xa cực sĩ, nhiều cái vật mà đắt đỏ, đắt tiền, những vật cao sang chung quanh, thì rất dễ dàng tự hào. Tôi như vậy là nhất rồi, không phải bằng hết. Nhưng vấn đề tại đây đó, vấn đề tại đây không phải là cái đồ mình xài tiền hay rẻ tiền, những thứ mình có là người ta có hay không có, mà vấn đề là mình càng ngày càng đánh bóng cái tự ngã. Và khi chúng ta hiểu Phật Pháp rồi thì cái tự ngã mình càng, cái ngã chấp mình nó càng nặng thì mình càng khổ. Thấy vì thế nó khổ, thưa quý vị. Bởi vì một cái hình ảnh muôn thuở mà cho chúng ta một điều rất đẹp, rất đẹp, là Đức Phật và nhiều vị đại đệ tử thời xưa đó xuất thân từ một đời sống rất là cao sang, đầy đủ. Nhưng mà rồi các ngài đã đi vào rừng sống một đời sống rất là giản dị, nhưng mà nhờ sự giản dị đó các ngài thành tựu về tinh thần. Thật ra ở trong năm vị mà được đề cập đến, Đức Phật là vị vua bỏ ngôi, ngài Mahakassapa là vị vua bỏ ngôi, chúng tôi kể với vị nghe rồi đó. Ngài Mahakassapa trước khi đi tu ngài giàu lắm, đến nỗi khi cha mẹ ngài chết rồi đó, mà tiền buôn vật vạn mà ngài phải kêu tất cả những gia nhân lợi, ngài chia tài sản để cho họ về quê lập nghiệp, rồi ngài đi xuất gia.
mà cái số bị làm trong nhà ngày người đi tu, ngày mai bút lá nát thì cũng giàu có theo cái kiểu ngày Mahakayip, nhưng mà ngày xuất thân từ gia đình giàu có, trí thức Bà La Môn được cùng với tôn giả Sa La Phất đi tu, cả năm vị thánh đứng đầu là Đức Phật và bốn đề đại đệ tử này đều là những người xả ly, đều là những người buông xả hết. Cho dù chúng ta có làm được hay không thì chúng ta cũng nên nhắc một điều rằng một cái đặc tính của con đường giải thoát đó là khả năng buông xả và khả năng thấy được sự vô thường, khổ, vô ngã trong đời sống. Chúng ta phải thấy được điều đó. Chúng tôi mới vừa chứng kiến một tuần rồi là một người Phật tử ở trong nhà có cái tiệm vàng, con cái cũng nhiều, anh em cũng nhiều, có đời sống tương đối tốt rồi, chết đi, chết bị đúng. Rồi bây giờ sao? Tất cả cái nó bỏ lại chúng mắt chúng ta. Chúng ta làm thế nào đó mà nhận ra nghĩ được ở trong đời sống hiện tại thì từng giây phút tiếp chúng ta về tâm của chúng ta cũng vậy. Và chúng ta càng phải thắp sáng ý thức một điều rằng mình càng đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta, càng chấp thì càng khổ. Nếu chúng ta có đủ niềm tin ở Đức Phật, nếu chúng ta hiểu được lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ đó, đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã. Niệm như giúp cho chúng ta xóa đi cái sự tự mãn, tự thị, tự cao, tự đại, và Tân hôm nay đọc Tân nghe nó bận đi xa nên không có vào được xin điện khuyến như vậy. Rất là tri ân thượng tọa Hợp Đăng đã vào room để giúp chia sẻ trong mùa này. Chúng quý vị là mùa khánh đản, lễ Phật đản khắp nơi, có lẽ là chư tăng rất là bận nhiều lời mời nên tuần lễ này thì sẽ vắng mặt nhiều chư tôn đức sự vật ở trong room. Chúng ta mùa nào cũng vậy, cũng có những cái lúc mà chư tăng rất là vắng nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường. Tuần tới này đó thì chúng tôi sẽ có một cái để đón đồng kỷ niệm sự ra đời tới chúng ta lễ Phật Bảo, và nhân dịp này thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một số những cái khái niệm về Đức Phật mà hiện nay chúng tôi đã thực hiện một cái phòng triển lãm ở tại chùa. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp của Đức Đa Ma. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Và kính cảm ơn cô Như Pháp. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Pháp Kỳ Pháp Văn Tư Tê.